Hoa Thanh Lương ạ, em chào chị Nguyệt Hà nha. Hello bà Hải. Nhỏ Lê lai lai gì? Sang đây. Đi chơi. Sang đây chơi. Lẻ đã nha các chị nhá. Dạ phong lẻ nó lẻ mẫu đã, em vừa bán vừa tặng hết những cái phong lẻ cho nó gọn hàng ạ. Ơ cái này có hàng như kia không? Chưa chờ như kia. Các chị có thấy em không ạ? Hoàng Hương Lan ơi, em lên là áo ba lỗ đi, áo ba lỗ và kèm số điện thoại cho ngày mai đi, chị gọi chốt đơn nhé Hoàng Hương Lan nhé. Được rồi em lên luôn đây các chị ơi, xả không lẻ nhá. Còn một con phông MV có chị nào thích không ạ? Tặng luôn các chị 50 nghìn này. Đấy chị ạ, 50 nghìn đồng rồi, chất đẹp lắm luôn đấy này. Em còn đúng một chiếc các chị nhá. Đấy chị ạ, em inbox rồi à? Bộ đang bán bao nhiêu? Từ tí em xem đã chị ơi. Mã này các chị lên cho K1 đi ạ. K1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng 50 nghìn một cái này các chị này. Con này là size, size này là size gì nhờ? Size S. Em thì các chị tầm khoảng 52, 53 cân, 55 cân đổ về cho em ạ. 55 cân đổ về, trên 40 cân đổ lên đến 55 cân đổ về em sản. Đó, các chị mức giá là 50 nghìn đồng. Đấy chị ạ, áo phông nhá các chị nhá. Phông này là mã gì nhỉ? K1 cho em, K1 từ 40 cân đến 55 cân chị ơi. Phông MV cho em K1 này. Đúng một chiếc duy nhất này. K1 cho em này. Con này là K2 cho em nhá. Tối hôm nay sẽ lên cho chị tranh thủ luôn các chị này. 50 nghìn, đấy chị ạ, K2. K2 cho em một con crop top cho em hàng Meiji ạ. Em tặng các chị nốt 50 nghìn đồng. Các chị nhanh tay cho em nhá. K2 cho em ạ. K2 và kèm số điện thoại cho em ạ. 50 nghìn. Còn đúng một chiếc crop top cho em duy nhất như này. Để chạy em tặng nốt các chị 50 nghìn đồng. Các chị lên cho là K2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Con này lên K3 cho em này. Còn một chiếc màu đen của size L các chị dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. Em tặng nốt các chị 50 nghìn đồng. Các chị comment là mã gì ạ? K3 cho em. K3 và kèm số điện thoại cho em ạ, 50 nghìn đồng. Em tặng các chị nốt nhá, còn đúng một chiếc các chị này. K3 và kèm theo số điện thoại cho em. Đó, mẫu lẻ với các chị luôn ạ. K3 50 nghìn một chiếc. Các chị nhanh tay giúp em nhá. Mẫu lẻ này, K3 cho em này. K3 kèm số điện thoại cho em. Con áo chanel các chị tầm 60-62 cân đổ về cho em thoải mái. Ok chị ạ, 60-62 cân đổ về. Em tặng các chị nốt mức giá là 50 nghìn. Đây, con này nó là hàng MV đây. Ok không ạ? K4 cho em. K4 cho em ạ, không MV toàn bộ hàng 300 mấy nha các chị này. Con này em còn đúng một chiếc nha các chị nhá. Em xem nó là size gì đã. Hàng mắc lụa tắc sườn cho em ạ, MV cho em size M nhá. Các chị dưới 60 cân các chị chốt mã này cho em ạ. Dưới 60 cân các chị chốt mã này cho em ạ. K4 đúng không chị? K4 và kèm số điện thoại cho em. 80 nghìn chị ơi, K4 80 nghìn. Ok chị ạ, K4 cho em ạ, 80 nghìn đồng một chiếc. Các chị lên đơn hàng cho em nhá. Nhanh tay cho em con K4 này. Xịn xò luôn, K4 cho em ạ, 80 nghìn. 80 nghìn đồng, các chị ơi, chia sẻ live stream cho em với ạ. Chị Lợi Thái chắc bị ẩn comment rồi chị ơi. K4 cho em ạ, 80 nghìn này. Mã này các chị yêu lên cho là K5 này ạ. K5 cho em ạ, 80 nghìn, còn một chiếc nhá các chị nhá. Một con Chanel size là size L. Các chị tầm ở 60-62 cân đổ về này. 60-62 cân đổ về cho em ạ, 80 nghìn. Mã hàng cho là K5 cho em nhá. Bộ em mặc từ đã chị ơi. Bộ em mặc là trước là hàng, đấy trước là hàng bao nhiêu tiền nhỉ? 175 đúng không? Bộ em mặc trước là 175 nghìn, từ em bán luôn. Con này là K5 à? K5 cho em ạ, 80 nghìn. Hàng MV cho em này, lẻ nhất các chị nhá. K5 lẻ cho em ạ, MV cho em ạ, 80 nghìn một chiếc. K5 cho em này. Con này lên cho em K6 ạ, 50 nghìn.
K6 cho em ạ, 50.000 đồng các chị lên đơn cho em nhé. K6 và kèm số điện thoại cho em ạ, 50.000 các chị. 65 cân đổ về em chốt đơn K6 ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn K6 các chị yêu ạ. Bao nhiêu tiền ạ? K6 50.000. Ok chị ạ, hàng 200 mấy này. Từ từ nhá, bây giờ lên cái bộ này. Em thấy nhiều chị hỏi cái bộ em mặc quá. Chị đưa màu cho em với. Rồi bộ đây, tình yêu ơi. Các chị nhớ bộ này là trước em đã bán một lần rồi đúng không ạ? Và giá cũ là hàng 175.000. Chứ bây giờ các chị chỉ chọn được cái màu thôi. Còn họa tiết thì không chọn. Đấy chị ạ, chọn màu cho em còn họa tiết thì không chọn. Các chị nhìn cho em những cái dòng bộ như này nhé các chị này. Các chị lên cho là bộ này là bộ K6 ạ. Bộ này các chị ơi là K6 và kèm số điện thoại cho em nhanh tay các chị yêu nhìn này. Xịn lắm, hôm trước còn sót đúng một bộ. Các chị tranh nhau đúng không? Nó có hai size là size M với size L. Các chị tầm khoảng là dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. Đấy chị ạ, 40 cân cho đến 60 cân. Các chị chọn cho em màu các chị nhé. Còn họa tiết thì các chị vui lòng cho em là không chọn màu. À quên, không chọn hình. Đấy chị chọn được màu size vừa thôi. Các chị nhìn cho em tông màu vàng này. Đấy chị ạ, hàng 175. Bây giờ em tặng các chị 99.000 đồng. Nhanh tay cho em có hơn 100 bộ thôi. Em cho chỉ có hơn 100 bộ các màu như này thôi ạ. Màu xanh cho em này. Các chị nhìn bảng màu cho em nhé. Xịn lắm luôn ý. Các chị nhìn cho em cái chun đằng, cái cạp đằng trước và chun đằng sau. Cạp trước chun sau cho em nhé. Màu xanh này. Đây màu hồng này được có à? Hồng chấm bi. Hồng hồng đậm, hồng nhạt như này cho em thì các chị vui ngoan hỉ cho em cái màu đi. Được chưa ạ? Cố gắng giúp em với, các chị nhìn cho em bộ này. Chất của nó là chất đũi hàn. À chất lụa hàn cho em. À không phải, chất đũi đũi lụa, em nhầm, chất đũi lụa cho em nhá. K6 đúng không chị? K6. Rồi K6 nhanh tay cho em. Ok chưa ạ? Em tặng lốt các chị 100.000 bộ đi. Cứ 100.000 bộ hôm nay cho các chị mình sướng đời luôn. Được chưa ạ? 100.000 đồng các chị nhìn cho em những cái bộ như này này. Đẹp lắm luôn các chị ơi, nhanh tay cho em nhá. K6 ạ. Ok ok, em mới tới chị lên quần chip sau. Lê Thị Canh lúc chiều cọc tiền hàng. Ok nhá, ngày mai em báo nhân viên ạ. Nếu mà chị cọc muộn thì nhân viên lúc đấy nghỉ rồi thì sáng ngày mai đi làm thì các bạn sẽ báo lại cho chị sau. Để chị ạ, K6 để các chị yêu nhìn cho em này. Hôm trước thì em nhớ là còn một bộ màu hồng mà các chị tranh nhau chưa hết. Đấy, cho nên là hôm nay săn được sale nhá. Hàng 175 thì đang xả 100.000 các chị này. Để chị ạ, hàng 175 săn sale được giá 100.000 nhá các chị luôn ạ. Hàng vẫn như thế mà giá gọi là rẻ hơn một nửa tiền. Các chị nhá, giá rẻ hơn một nửa tiền nữa, các chị cứ dưới 60 cân các chị chốt đơn. Ok chị ạ, cứ dưới 60 cân các chị chốt đơn là áo trong nắng thơm. Em còn tí, em còn vài cái thì tí em xả nốt được chị ạ. Đấy các chị nhìn cho em nhá. Chất xuống lắm mà các chị nhìn cho em cái cạp trước này. Đây là chị nào mà chun sau, các chị nào bụng to, mông to, các chị mặc nó không sợ bị chật nhá các chị nhá. Tại vì đằng sau nó chun, đằng trước là cạp. Đấy em mặc là màu hồng. Màu này là chấm bi, đây là màu be cho em nhá. Để chị ạ, đây là màu be giúp em này. Đấy, họa tiết thì có thể là nó hơi khác nhau một chút nhưng mà em đảm bảo các chị cam kết các bác là màu nào nó cũng đẹp. Đấy chị ạ, màu nào cũng đẹp luôn. Bộ lụa cánh à, bộ đũ cánh tiên cho em. Bộ đũ cánh tiên ạ, à, K6 ạ. À. Hai bộ em ơi, lên mạng K6 đi, ẩn comment dã man luôn ý. Mình lúc ấy lên nhà với K6 rồi, bộ mình để có nhầm K6. Thế á? Thôi cứ lên K6 đi, K6 bộ. Ồ, K6 bộ cho em với. Thì là K6 kia. Thế lúc nãy em hỏi chị thì chị lại bảo K6. Thôi cứ lên này, bộ này bộ K6 giúp em rồi nhá. K6 có kèm số điện thoại cho em. Đây màu B này. Đấy, ngày mai các chị cứ bảo là cho chị 2-3 bộ 3 màu khác nhau chẳng hạn ý. Nói chung là màu nào được, màu nào thì cũng nghỉ cho em màu đấy. Thì bộ này em cam kết các bác luôn là cái giá ngày hôm nay em đưa cho các chị ý, là rẻ hơn giá buôn nhé các chị nhé. Rẻ hơn giá buôn luôn ạ. Các chị nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Trên toán các chị xem là cái bộ em bán cho các chị ngày hôm nay 100.000 để xem là chất lượng với lại là cái giá tiền nó có xứng đáng không, đúng không ạ? Cứ 100.000 một bộ các chị chọn cho em cái màu. Đấy chứ ạ, các chị chọn màu và các chị được chọn size vừa. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng của nó xuất sắc luôn. Đấy, toàn bộ hàng xuất sắc luôn. Các chị nhìn cho em này, K6 giúp em với nhá. K6 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, màu vàng này có thể là chấm bi, có thể là cái hình họa tiết của nó hoa nhí một tí như thế này cho em. Đấy, nói chung là màu, cái bảng màu nó quá đẹp luôn các chị ạ. Đấy chứ ạ, cái bảng màu của nó rất là đẹp luôn ạ. K6 giúp em nhá, K6 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 100.000 một bộ, chị ơi đẹp nhà nơi ngày hôm nay. Cứ 100.000 một bộ, các chị cứ diễn cho thoải mái cho em. 100.000 đồng các tình yêu ngày hôm nay nhá. Em nói thật các chị là khách quen, các chị không phải hỏi giá đâu. Em hỏi thật thế, tại vì là nhà em có bao giờ bán đắt để cho các chị đâu. Cố gắng săn được giá sale và giá rẻ như thế này. Còn ngoại trường cái giá đợt đầu tiên cái bộ này về là hàng 175.000. Đấy chứ ạ, đợt đầu tiên nhà em bán là 175. Tại vì là lúc đấy nó mới ra cái mẫu này thì cái giá nhập của nó rất là cao luôn. Nhưng bây giờ ngày hôm nay em vẫn được săn sale chỉ có hơn 100 bộ thôi. Đấy, nó chỉ có hơn 100 bộ, em tặng các chị mức giá là 100.000 một bộ các chị nhá. 100.000 đồng một bộ cho các chị mình luôn ạ. Màu xanh cho em này. Chị Quê Hòa có, chưa Tô Thị ok, chị Phạm Phương rồi ok, em chốt đơn. Nói cho các bác cứ làm 2-3 bộ mặc ở nhà cho thoải mái. Đấy, làm 2-3 bộ mặc ở nhà cho thoải mái luôn ạ. Tay cánh tiên nhá các chị nhá. Ok không ạ? Chị đưa cho em áo chip với.
đây, bao nhiêu chị gọi là mong ngóng áo chip, cứ hỏi bao giờ về áo chip để chị dồn đơn đấy các chị này. Bộ này cứ 100.000 bộ đấy các chị ơi, cái bộ K6 này 100.000. Em đợi mãi mới có hàng về các chị này. Đấy chưa ạ? Các chị comment kia là mã gì nhỉ? Chip đẹp và kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa ạ? Các chị nhìn cho em này. Chị xò dã man luôn các chị nhá. Các chị nhìn cho em cái con áo chip này, toàn bộ là chip su đúc. Toàn bộ là dòng chip su đúc và thông hơi cho em như này. Đấy, cái bảng màu của nó phải gọi là hôm nay về được 4 màu toàn màu đẹp thôi. Về 4 màu toàn màu đẹp thôi, các chị nhìn cho em con áo chip này. Xịn dã man luôn, em cho các chị xem gần nhá. Đằng trong con áo này nó sẽ có là nó sẽ đúc toàn bộ như này và có thông hơi. Đấy chưa? Và bản cài ba cho em bản to cho các chị mặc nó không bị là bị lộ cái thịt đằng sau lưng. Đấy chưa? Các chị lên cho ngang tay cho em là chip gì nhỉ? Chip đẹp đi. Đấy chưa? Các chị nhìn cho em quả này. Đấy, chip đẹp và kèm số điện thoại cho em. Em đang có gì ạ? Tông màu là tông màu màu xanh à? Màu xanh hay màu gì? Đấy, em đợi từ em đưa hết bảng bố các chị xem luôn này. Cứ gọi là màu xanh thì đây là màu da cho em này. Chị ơi, chị đưa cho em các màu vậy. Xanh, da, nâu với lại đen, 4 màu cho em nhé, màu nào cũng đẹp luôn. Em ơi, các chị ơi, gọi là các chị cứ cho máy giặt quay thoải mái cho em ạ. Giá thị trường vẫn đang là 100 mấy một cái. Đấy chưa ạ? Rẻ cũng phải 130, 140 một cái. Ngày hôm nay em chiên khách hàng luôn 150 một đôi, có từ size 32, à quên 34, 36, 38 34, 36, 38, các chị nhìn bảng màu cho em này. Em ơi thầy luôn 150 một đôi các chị nhá. Em tặng các chị cứ 150 hai chiếc, 150 hai chiếc của em ạ. Có size 32, à quên 34, 36, 38. Nói chung là áo chip để các chị biết cái kích cỡ của mình, cái nào các chị mặc được rồi đúng không ạ? Su đúc cho em các chị gọi là nó không có gọng nhá các chị nhá. Nhưng mà nó sẽ có cái phần dưới các chị này. Nâng cực kỳ luôn, nâng rất là tốt các chị nhá. Và đệm của nó không dày quá đâu. Đệm này là đệm vừa cho em. Đấy chị ạ, có hình bàn tay để nâng đẩy các chị này. Rất là tốt luôn, bộ em mặc 100.000 bộ K6. Đấy chị ạ, các chị comment là chip đẹp và kèm số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Toàn đồ đẹp. Em cảm ơn Hoàng Hoàng nhá. Đây các chị nhìn bảng màu cho em này. Em thật các chị mặc chip này sướng. Đấy chị ạ, em sợ nhất là mặc cái loại nó có gặng ấy, xong là nó bị chọc ra rất là đau luôn. Mà nhất là những cái loại có gặng các chị không giặt được máy. Đấy, giặt một thời gian nó bị chọc cái gặng người da nó sẽ bị hỏng áo. Nhưng mà cái này các chị cho mới giặt thoải mái cho em. Ok chưa? Đây các chị nhìn này. Không bị nóng lưng nhá các chị nhá. Không bị nóng lưng, không bị bí lưng luôn. Đấy, em đang mặc các chị yêu. Mặc sướng lắm. Em thề luôn ạ, mặc rất là thích luôn. Các chị lên cho nó áo chip lại, chip áo chip cho em đi. Áo chip các chị chọn màu và chọn size vừa nhá. Ok chưa ạ? Bây giờ các chị lấy đủ size, tại vì mấy hôm trước em đang hết size ấy. Lên luôn quần chip rồi ok. Em thề luôn, em đang mặc cái này chả lẽ em vạch lên các chị xem mặc sướng lắm luôn ấy, mặc em du luôn mà không bị đau. Đấy chị ạ, không bị đau các chị dâu mà sẽ thoải mái. Đấy các chị comment là áo chip và kèm số điện thoại cho em. Ngày mai các chị chọn màu chọn size nhá. Ồ cái màu nâu đẹp quá các chị này. Các chị nhìn hàng cho em này. Nhiều khi là nó có cái bản mà bản to như này nhưng mà nó không có thông hơi ý. Cho nên nó rất là bí mồ hôi. Nhưng mà toàn bộ cái này nhà em có thông hơi này. Đấy bên trong cái phần áo các chị này, cho các chị xem luôn. Đấy tất cả những cái li ti là cái thông hơi cho em nhá. Được chưa ạ? Đó, cho mấy giật thoải mái cho em. Ok chưa ạ? Nâng đẩy rất tốt luôn. Các chị cứ lên cho là áo chip đẹp cho em ơi, áo chip cho em được, áo chip và kèm số điện thoại cho em, 150 hai chiếc, 150 hai chiếc. Ngày hôm nay gọi là giá ngày hôm nay là giá kèm đơn hàng cho các chị luôn ấy. Đấy thì các chị khỏi phải mua chỗ nào luôn. Khỏi mua chỗ nào luôn là tiện, tại vì các chị mua cái này lẻ bên ngoài người ta giá thị trường vẫn đang là 130, 140 nghìn, 150 nghìn một cái. 150 nghìn một cái, ngày hôm nay em tặng các chị 150 một đôi cho em. Các chị nhá, 150 một đôi cho em ạ. Các chị nhìn cho em này, sướng lắm luôn ấy. Đấy, đầy đủ gọi là cho các chị xuống. Phê tít luôn các chị nhìn này. Cái này các chị đang mua tại các cái chỗ mà người ta bán lẻ ấy. Người ta bán lẻ nguyên áo chip hay quần chip ấy. Người ta bán 150 một cái, 150 hay 180 nghìn một cái ấy. Đấy, tùy từng chỗ họ bán, tại vì áo chip người ta lời rất là cao luôn. Nhưng mà giá này kiểu là em tiện thì tiện chuyến thì em lấy cho các chị về, các chị mua quần áo xong là mua luôn ấy, đấy chứ ạ. Áo chip cho ngực to hay bé. Nói chung là cái này nó không dày quá nhá. Đây là nó khoảng đệm này tầm khoảng là 2 phân thôi nhỉ. Tầm 1 phân rưỡi đâu. Đấy chưa? Nó không dày quá đâu, nó không phải là đệm mà 3 4 5 phân đâu. Đấy, đệm này là đệm vừa thôi các chị nhá, đệm vừa thôi. Đấy chưa? Ngày hôm nay chỉ về được có 200 áo chip thôi. Về được đúng 200 áo chip thôi ạ. Các chị ngày mai các chị cứ chọn màu cho em. Em
ôi em bao phê luôn đó các chị ạ. À, tí em cho các chị xem, gọi chung là nó nâng ngực rất là tốt luôn. Ngực em nó nhỏ nhưng mà mặc lên gọi là đâu ra đấy luôn nhá. À, áo 60 cân. Chị ơi, bình thường chị mặc áo chip size bao nhiêu để các chị cứ lấy áo chip size bấy nhiêu? Tại vì là nó không như quần. Chị áo chip nó có size mà nó có kích cỡ của nó hết rồi. Bình thường nó sẽ có là size 34, 36, 38 thì bình thường các chị mặc size gì thì các chị người ta cứ bảo nhân viên là lấy cho chị size đấy. Bây giờ về các chị xem cái áo chip mình nhân mặc là size bao nhiêu ấy. Tao còn báo nhân viên nhá. Cho em xin một lố chip với chị. Lố chip đẹp ấy. Rồi tí em xả không lẻ, các chị cứ bình tĩnh cho em với. Bộ thì các chị cứ mua lên bộ K6 cho em. Đấy, K6 cho em nhá. Chip này các chị này. Phải gọi là đẹp từ trong ra ngoài. Để chị ạ, đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn. Ok, cho các chị nhìn cho em quần này. Đấy chị ạ, các chị nhìn quần cho em này. Quần tông hơi các chị nhá, quần tông hơi cho em. Quần tông hơi các chị comment cho em là chip 1 cho em với ạ. Đấy chị ạ, quần này toàn bộ quần chip tông hơi. Chip xịn tông hơi và kháng quần cho em nhá. Các chị lên cho em này. Cái form này các chị để mình dưới 60 cân cho em. Đấy chị ạ, form này các chị dưới 60 cân. Các chị chốt đơn, các chị comment là chip 1 cho em với ạ. Chip 1 và kèm theo số điện thoại cho em. Bao phê luôn ạ. Các chị nhìn cho em bảng màu này. Quần này là 300.000 một lố. Đấy chị ạ, 300.000 một lố 10 quần cho em. Một lố nó sẽ có 10 quần mà toàn bộ quần này quần thông hơi các chị này. Đấy, cho các chị xem gần nhé các chị nhá. Các chị comment nhanh tay. Tại vì là cái mã này ấy, em săn đằng bao nhiêu ngày hôm nay đặt hàng trước mới có. Đấy chị ạ, đây, vì cái quần này bên ngoại trường người ta bán các chị 58-60.000 một chiếc cơ. 58-60.000 một chiếc em. Các chị mức giá là 300.000 một lố 10 quần. Tính ra có 3.000 một chiếc là quần xịn như này các chị này. Đấy chị ạ, quần đẹp các chị nhá. Đợi em dơ bảng màu các chị xem luôn ạ. Các chị lên là chip 1 cho em. Còn áo chip, áo con ý, thì là 150 một đôi. Đấy các chị nhìn cho em quần này. Nói chung là các chị đã mua quần nhà em rồi. Các chị biết về chất lượng đúng không ạ? Em không chọn những cái quần mà nó khó mặc này. Cái ren nó rộng nó ngứa. Mà toàn bộ nhà em là cái chất của nó rất là mềm các chị nhá. Mà bảng màu thì toàn bộ bảng màu nó dễ mặc. Không có cái quần màu quần nào gọi là nó khó mặc luôn. Mà cái màu nào nó lòe lòe. Để các chị nhìn bảng màu giúp em này. Đấy chị ạ. Mát lắm ý, thoải mái, nó thoáng. Ok chưa ạ? Nó không phải cái này nó không phải là ren. Đấy chưa ạ? Toàn bộ nó là cốt tông hơi cho em ạ. Áo chip 2 chiếc da đen, ok chị luôn ạ, vàng. Ok ok chị Lan nhá. Đây. Toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Đấy chưa ạ? Cái lố này là 300.000 một lố. 300.000 một lố 10 quần chứ em không bán cái loại mà nó form nó bé tí. Đấy, cái loại đấy thì các chị mặc nó rất là nó rộng thề luôn ạ, mặc không mặc được đâu. Đấy chứ ạ, tốt nhất là các chị mua cái loại này đằng nào mình cũng dùng. Các chị mua cả lố về dùng dần cho em. Mua cả lố về dùng dần, tính ra nó không có gì là đắt đúng không ạ? Đấy, các chị mua lẻ. Những cái quần rẻ như em không nói, có loại 15-20.000 hay là 25.000 một cái cũng có. Đấy, 25.000 hay 20.000 một cái cũng có, nhưng mà nó tùy vào cổ đấy các chị nhá. Đấy chứ ạ, các chị nhìn cho em ạ, chọn cho các chị những cái loại mà gọi là mặc sướng nhất luôn. Đấy, nó thoáng, nó thông thoáng. Nhất là mùa hè này các chị mặc cái quần mà chất nó nóng rất là khó chịu luôn ạ. Bộ em mặc là đũi chị ơi. Đũi vợ, đũi bộ đũi lụa chị nhá, đũi lụa. Nếu chị nào lấy comment là chip 1 cho em ạ. À. Còn các chị nào lấy áo chip thì các chị cứ lên áo chip cho em. Còn quần chip thì các chị là chip 1 cho em ạ, 300.000. Chip 1 cho em ạ, 300.000 đồng. Còn áo con các chị này, toàn bộ là của nó là hàng một su đúc. Đấy chị ạ, toàn bộ của nó là dòng su đúc cho em. Các bác lên đơn hàng cho là chip 1 và kèm số điện thoại cho em nhá. Đấy chị ạ, 150 2 chiếc. Đấy chị ạ, 150.000 đồng 2 chiếc áo con cho em ạ. À. À, mặc xong lại muốn mua hàng hôm nọ làm 20 chiếc nhà em rồi. Em cảm ơn chị. Quần chip 65 cân đây em lên các chị một loại lố to hơn. Đấy là lố chip 2 thì có sai các chị tập 65 cân đổ về cho em một lố chip 2 chip xịn như nào. Đây. Cái loại này nó điệu đà hơn một tí. Cái chạm loại này nó điệu đà hơn một tí. Form này là form to hơn. Các chị 65 cân đổ về cho em. Nếu chị nào tầm 65 cân các chị lấy lố này cho em nhá. Cái chạm tầm 65 cân các chị lấy lố này cho em này. Lố này hôm nay đăng hình lên mà em bán được rất là nhiều luôn. Cái mã này các chị coi là chip 2 cho em. Đấy chị ạ, chip 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lố này là 340. Lố này là 340.000 một lố cho em ạ. Các chị coi là chip 2 cho em nhá. Chip 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lố này là form to, các chị dưới 65 cân mã này cho em. Đấy chị ạ, dưới 65 cân các chị lên mã này cho em này. Chip 2 và kèm số, cái gen nó rất là mềm luôn. Ok chị ạ, gen mềm mà gen đẹp nhá. Các chị mua lẻ bên ngoài là 60.000 một cái đấy. Các chị mua lẻ bên ngoài người ta bán các chị 60.000 một cái quần như này cho em ạ. Các chị nhìn cho em này. Màu rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Không có tông màu gọi là tông màu khó mặc. Đấy chị ạ, chip 2 cho em ạ. Dưới 65 cân các chị chốt mã này này. Ôi toàn bằng màu trầm trầm nó đẹp như này luôn. Đẹp vậy trời. Đấy chị ạ, chip 2 cho em ạ. 340 nhá các chị nhá.
chip 2 340. Các chị lên mã hàng cho là chip 2 và kèm số điện thoại ạ. Bạch Lan Khanh rồi, ok chị em chốt ạ. Bộ có quần đến gối không ạ? Có chị ơi, có bộ quần đến gối, tí em lên sau nhá. Mã này các chị cứ lên là chip 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Bao nhiêu tiền nhỉ? 340.000 đồng 10 chiếc. Một lố 10 chiếc ạ. Đấy, các chị nhìn bảng màu giúp em này. Xịn quá này các chị ơi. Đẹp này các chị này. Ren nó đẹp lắm luôn ấy, nó mềm sờ đã sướng rồi. Được chưa? Khô thoáng. Dã man. Này, các chị nhìn cho em cái ren của nó này. Toàn bộ ren đẹp luôn ý. Đây, có chị cho chị chip 300 nữa nhé. Nhắn tin này. Được chưa? Mỗi này là chip 2 cho em. Chip 2 là form to hơn cái mã chip 1 nhá. Chip 1 thì dưới 60 cân thôi, còn chip 2 các chị dưới 65 cân. Để chạy chim hai các chị cứ dưới 65 cân, các chị chốt đơn, các chị nhìn cho em bảng màu này. Toàn màu đẹp thôi, mà cái ren nó mềm nhá. Các chị nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra cho em. Để chạy, bóc hàng kiểm tra hàng cho em trước thanh toán. Xem cái chất ren của nó có mềm, có đẹp không ạ. Rồi ok chị Huệ Thu ạ, 10 quần chip 1 là một lố đấy chị. Chị Minh Nguyễn ok em chốt đơn này, các chị nhìn màu này. Mặc có sướng, cái này nó ôm gọn cái mông của mình luôn nhá. Và em một chút nhá. Alo. Ai thế ạ? Vâng. Dạ rồi, em nhắn tin luôn, em đang bán hàng anh ơi. Vâng. Đợi em một chút. Bộ này là bộ của cả nhà mà chị. Chip 1 là 300 chị ơi. Thủy Lê Thị ok em chốt chip 2 ạ. Chip 1 là 300.000, còn chip 2 là 340 chị nhá. Đợi em một 30 giây để em nhắn cái tin nhắn tắt. Được chưa các chị? Bộ này mặc thích lắm ý, mặc nhẹ. Bộ em mặc 100.000. Rồi ngày mai chị nào có đơn hàng thì em tách cho các chị 5 cái cũng được. Nhưng mà thề luôn là các chị ơi, quần chip với lại áo chip thì em được lãi ít mà. Cho nên là bình thường người ta bán một cái quần chip, người ta bán được lãi các chị tầm 15-20.000. Nhưng mà cả lố thì em mới được lãi các chị tầm khoảng 15.000 một lố thôi. Cho nên là nhiều khi là tách set thì các chị nào có đơn hàng thì các chị em có thể là tách 5 cái. Nhưng mà chị nào không có đơn thì các chị cố gắng lấy cả lố cho em, chứ không, em không bán lẻ 5 cái ý. Khách đến quán thì các chị cũng thông cảm, em bán 5 cái một nhưng em không bán 1 2 chiếc em tách set đâu ạ. Tại vì là cái giá này thì em đưa các chị cái giá đẹp nhất rồi ạ. Hai bộ này là bộ K6 chị ơi, bộ này chất đũi lụa cho em. Không có cổ á. Đợi em một tí chị nhá. Rồi qua mẫu này đi chị ơi. Đây cái bộ K6 lúc này em hôm nay em về được ít quá chị ạ, em săn sale rất là ít luôn. Rồi chip 2 chị Xuyên Khánh Lưu Hoàng rồi ok ạ. Ừ. Đợi em một tí em lên áo phông cho các chị luôn nhá. Đợi em một tí em thay quần đã. Đây là đống. Thế nào?
em tí em đi làm không luôn đây. Nhưng mà để hôm nay em quần em về được màu đen thôi, quần màu nâu thì đang còn mua size to. Chị nghe máy hộ em á. Bảo ngày mai điện lại nhá. Chị bán bao nhiêu tiền? Chị bán bao nhiêu tiền ạ? Đây quần công sở ạ. Vâng, biết là sáng mai. Chị điền lại số này. 300 bên tên là gì? Chị điền lại cái quyền đi nào rồi nhé. Chị nhé. Thì em nào nhận được chưa? Cái chị đã có gửi mang mai. Ờ, cái áo... À, với chị nhé. Sáng mai đi quyền đi nào. Chị điền lại cái quyền nó cần 8:30 chị nhé. Em mặc quần quần này á, quần này là quần em mặc size L chị ạ. Phải không? Size L. Hôm nay chốt đơn các chị dưới 60 cân thôi nhé các chị yêu. Được chưa ạ? Dưới 60 cân quần em chốt đơn các chị nào lấy. Hôm nay là quần này quần Q3 cho em ạ. Nhập áo trong em mặc về bán á, áo này á. Áo này là áo này em lấy hàng từ năm ngoái rồi, xong là còn sót một cái thì em để lại em mặc đi. Em ơi thề luôn các chị ơi, áo này nâng thích lắm. Mặc xuống. Áo này mặc thích cực kỳ luôn này các chị này. Được chưa ạ? Nâng đẩy dã man. Cái trạng nâng đẩy kinh khủng luôn. Chị nào mà không lấy được cái áo này hơi phí nhá các chị nhá. Cái áo chip ấy. Tại vì hôm nay nó chỉ về được chưa đến 200 áo đâu. Cả các màu chưa đến 200 áo. Em đang bảo em bán cái gì mà quên mất rồi. À không có cổ. À không có cổ à? Được, ok. Không có cổ bằng này ạ. Đây nha, bây giờ là không có cổ nhưng em còn ít lắm các chị ạ. Nó chỉ còn lẻ mẫu luôn. Nó chỉ còn lẻ mẫu thôi các bác. Lên cho là không này là mã bao nhiêu nhỉ? Ca bao nhiêu chị? K7 cho em nhá. K7 và kẹp số điện thoại ạ. K7 và lên số điện thoại cho em. Bây giờ các chị chọn cho em cái màu với chọn cho em cái size vừa các chị nhá. Chị đưa cho em cái bảng màu em với. Còn màu gì, màu đỏ, màu hồng, màu da, màu đen, màu trắng. Đây, em chứa là còn chứa là có màu da da này đúng không? Đây các chị này. Thế chạy em lên không có cổ luôn này. Mã này thì em còn size M với size L. Nhưng hiện tại là cái mẫu nó đang lẻ. Bây giờ các chị chọn cho em cái size vừa nhá. Rồi Q3 cho em ạ. Q3 130. Em xấu hổ. Kéo xuống tí nữa chị xem chết. Q3 lên đơn cho em ạ. Nói chung là cái này nó mặc nó không bị bí, nó có cái thông hơi ở cái phần sườn này các chị này, nó có cái thông hơi, mặc không bị bí đâu, không nóng. Nhất là mặc mùa hè sợ những cái nào ở bản to xong mặc nó nóng, nó hằn hết lên ý, mồ hôi nó ra nó không thoát được cái mồ hôi ý. Áo chip 150 một đôi nha em ơi, 150 một đôi áo chip. Mặc sướng, em ấy thật mặc thích lắm. Mặc gọi là từ kiểu là từ quất thành bưởi luôn ý. Đấy, từ quất thành cam mà từ cam thành bưởi luôn ý. Gọi là áo thần thánh. Đây áo đây, quần là quần Q3. Em đang sẵn màu đen nhá. Không có cổ đây. Màu lâu còn xay ít nào. Nâu thì em còn XL thôi. Còn không biết là ngày mai nó có trả hàng không. Tại vì hôm nay là không có kịp về hàng. Không có hàng trả hàng cho khách đây. Đấy ạ, quần này là quần Q3 cho em này. Q3 và kèm số điện thoại cho em và quần baggy có kèm dây lưng ạ. Áo là mã hàng K7 ạ. Áo là K7, màu em đang mặc là màu be nhé các chị nhá. Màu be này. Bây giờ các chị chọn cho em cái màu của em với. Đây một chút ạ. Alo. Vâng, sao đây anh ơi? Dạ vâng, anh cứ chuyển đi, bây giờ em đang bán hàng đã. Vâng. Có chị Trần Thu Hương chuyển 300 ạ. Rồi, áo này ngày hôm nay xem nó các chị là 125 nhé các chị nhá. 125.000. Bây giờ các chị chọn màu và chọn size vừa giúp em ạ. Quần Q3 ok chị Thu Nguyễn ạ. Chị Nguyễn Hằng ok, chị Khánh Chi ok, chị Thúy Vũ ok, chốt đơn K7 này. K7 hiện tại thì cái logo của nó là hơi khác nhau một tí.
Để chạm cái logo của nó hơi khác nhau một chút như thế này. Ok chị ạ, bây giờ các chị cố gắng cho em là chọn cho em cái màu nhá. Và có chọn cho em cái size vừa, có size các chị tầm 63 cân đổ về. Đây các chị chọn cho em màu hồng các chị này. Màu hồng này. Đấy màu da như em mặc thì nó có cái logo như em mặc như này, chữ BT chẳng hạn này, hoặc là chữ Gucci này, hoặc là chữ gì ạ? Chữ gì nhờ? Đấy, họa tiết cổ của Burberry cho em như này. Đấy, bây giờ các chị chọn màu giúp em nhá. Em cho các chị xem những cái kiểu như này, chất xuống lắm luôn các chị này, màu đỏ này, màu vàng, màu đen, màu trắng. Đấy, màu be, màu đỏ các kiểu luôn như này. Được chưa? Chọn màu giúp em với. Còn họa tiết thì nó na ná như nhau luôn. Được chưa? Có size các chị từ 40 cân đến tầm 63 cân đổ về. Cứ từ 40, 63 cân đổ về các chị chốt đơn. Toàn bộ chất của nó đẹp min man, nhưng mà hiện tại cái mã này thì em đang lẻ size ấy. Thế nên em xả luôn các chị là 125 nghìn đồng một áo. Chất cực sướng luôn. Chị ạ, chị send ốc rồi ok ạ. 65 cân chị đang hỏi mã nào chị ơi, quần thì có size dưới 60 cân, còn áo có size các chị tầm 63 cân đổ về. Để chị áo thì các chị chọn màu, chọn size vừa còn không chọn hình với chị nhá. Chọn màu, chọn size vừa không chọn hình giúp em ạ. Đây các chị này. Áo ba lỗ thì mình còn không chị? Còn. Đây các bác ơi. Chất gọi là đẹp lắm luôn ý. Chị nào đã nhận được áo này rồi cho em xin một cái zip bag và toàn bộ hàng zip và hàng Quảng Châu cho em. Đây ạ. Đây cho em cái con hình này, hình như mình còn chưa bỏ cái hình này ra. Đúng không? Chuẩn luôn này, cái hình này em còn chưa bóc ra này. Chất sướng quá, nhưng mà chị buộc cọc cái này hết rồi đúng không? Đây. Đẹp lắm ý các chị ơi, mã này là mã gì nhỉ? Mã này là mã bao nhiêu đây? 37. Quần này có thắt lưng nhá chị nhá, nó kèm thắt lưng luôn chứ quần này em không bán thắt lưng rồi. Nó là dây lưng của nó là theo quần chị ơi, dây lưng theo quần. Tâm bảo lê lên số điện thoại cho em với. Chị Hoài Thương rồi ok, chốt đơn Q3. Chị ơi, lúc nào nhận được thì em sẽ nhắn tin sau chị Haron nhá. Lúc nào nhận được em báo em nhắn tin sau, còn bây giờ em đang like đã. Đây các chị này. Đó, ML có hai size. Các chị ơi, màu B cho em, chủ yếu là còn màu B. Ok chị, họa tiết thì nó khác nhau một chút thôi. Chất thì như nhau hết ạ, chất như nhau hết ạ. Em dồn mà alo số này em gọi là cho nó nhanh gọn ý. Làm sao chị Huyền Thảo Quang ơi, đặt hàng làm sao? Quần còn mẫu khác không à? Quần hiện tại em về là một mẫu này với lại là cái quần dáng Becky ý. Becky hiện tại em đang hết. Còn mẫu này thì em sẵn màu đen, còn màu nâu, nâu tây thì hiện tại là em đang hết hàng. Nó còn mỗi XL thôi. XL thì các chị tầm khoảng là 55-56 cân đến tầm dưới 60 cân ạ. Q3 là 130 chị nhá, Q3 là 130.000 ạ. Quần mặc lên không gây ống các chị ạ. Mặc lên không gây ống tí nào luôn, đi mặc sướng lắm các chị ạ. Mặc sướng. Được chưa ạ? Rồi em qua mẫu khác các chị yêu luôn nhá. Lên một cái mã ba lỗ luôn ạ. Ba lỗ mà hôm qua chị nào chưa chốt được hôm nay nhanh tay, tại vì là ba lỗ em không còn số lượng nhiều đâu ạ. Và em đang xả gọi là giá sale sập sàn cho các chị luôn rồi. Bộ chị vừa mặc mã gì vậy? Bộ vừa mặc xong là bộ K6 em ơi. Bộ vừa mặc xong là bộ K6. K6 là chọn màu, chọn size vừa. Còn hình thì cứ hoan hỉ cho em cái hình đi. Thì cảnh rồi ok. À,
phông à, phông vừa mặc xong á, phông vừa mặc xong là K7 chị ơi, phông vừa mặc xong là K7. Bây giờ em lên một cái mã cho các chị một mã áo ba lỗ nhá, các bác đi qua like cho em xin nút chia sẻ để không bị ẩn comment được chưa ạ? Chị ơi, áo K1 em nói thật các chị là cái áo phông mà em thanh lý 10.000 ý, thì là chị, em bảo rồi chị nào được thì hoan hỉ cho em với, tại vì là em không có nhiều. Đấy, không phải là chị nào em cũng chốt được, với lại nó còn size nhỏ chẳng hạn như thế. Chứ bây giờ em mà cái áo đấy em có nhiều thì em lấy đâu ra? Em nói cho quan điểm trên livestream là còn như thế nào thì các chị cố gắng cho em, mà chị nào được thì cũng ok cho em với nhá. Bây giờ là lên cái áo ba lỗ các chị xem luôn đây. Áo ba lỗ này em còn trắng này. Ba lỗ cho em nhá. Còn bằng này cái à? Đấy. Tất cả bé. Ở đây á. Có ăn rồi. Buổi toang rồi à? Nhưng mà ngày hôm nay có chốt ba lỗ không? Thế bây giờ thế này nhá. Bây giờ thế này đi, chị đưa cho em màu đen đi. Bây giờ là các chị cứ lấy cho em một đen một trắng chẳng hạn. Được chưa? Chị nào lấy một cái thì 80.000, còn chị nào lấy một đôi. Được chưa? Chị nào lấy một đôi 150.000 hai chiếc. Ok không ạ? 150.000 đồng hai chiếc áo ba lỗ trên hàng Quảng Châu như này. Các chị nhìn cho em con áo này. Được chưa? Nói chung là các chị chọn cho em màu đen hoặc màu trắng mà các chị không chọn hình cho em rồi. Được chưa? 150 một đôi, trước là 150 một cái. Nhưng ngày hôm nay các chị này, em toang luôn mẫu này đi, 150 hai cái. Được chưa? 150 hai cái. Các chị lên cho em là mã gì nhỉ? K8 đi. K8 và kèm số điện thoại cho em áo ba lỗ. Được chưa? 63 cân, 64 cân đổ về, 65 cân đổ về, các chị chốt đơn. Giá? Không chọn kiểu đúng không? Đúng rồi, không chọn kiểu. Chỉ chọn màu thôi. Các chị nhá, chỉ chọn màu thôi ạ, không chọn kiểu cho em. Đấy, ba lỗ, những con ba lỗ này bình thường là giá 149 một chiếc. Ngày hôm nay 150 hai chiếc. Được chưa ạ? Các chị comment là K8 và kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Đây các chị này, hình thì nó gọi là nó vô số hình luôn. K8 cho em nhá, toàn bộ hàng Quảng Châu ạ. Nhanh tay cho em này. Sướng xịn sò luôn. Các chị nhìn cho em những cái dòng này, ngoại trừ vẫn đang bán 178, nhưng em bán được trước là 150, bây giờ 150 hai chiếc. Đấy, cứ 150 hai chiếc cho em. Các chị lên đơn hàng cho là K8 và kèm số điện thoại. Ok không ạ? Hình thì nó khác nhau một chút, hình như này. Đấy, các chị cứ lấy cho em là 1-2 chiếc, 2 chiếc 1 đi. Chị nào lấy 1 cái thì 80.000. Còn chị nào lấy 2 chiếc là 150 hai chiếc. Đấy, 150 một đôi cho các chị luôn ạ. 150 một đôi K8 cho em nhá. 150.000 đồng cứ 2 chiếc 1, 2 chiếc 1 ạ. Ba lỗ free size ấy chị. Đấy, các chị này, chú ý là còn trắng, đen thì còn ít. Các chị nhá, chủ yếu là còn màu trắng. Đây các bác nhìn hàng này, toàn bộ của nó là đá kết gườm, hàng cao cấp cho em nhá. Bây giờ em tặng các chị 150 một đôi. 150 một đôi. Khuê chưa ạ? Đây các chị nhìn này. Ai bán được giá này ạ các chị? Giá xỉ cũng không có luôn. Được chưa ạ? Giá xỉ không có luôn ạ. Tại vì là em vừa hỏi nhân viên là nó còn rất là ít thôi, không còn nữa, số lượng nó không còn. Cho nên là giá này là giá em kỷ niệm các chị nốt ạ, cho nó gọn là hàng gọn mẫu. 150.000 đồng hai chiếc áo ba lỗ. Ok không ạ? Mà toàn hàng chất đẹp nhá các chị nhá. Toàn hàng chất nó đẹp miên man như này luôn ạ. Toàn bộ dòng đá kết cường. Toàn bộ dòng đá của nó đá kết cường cho em ạ. 150.000 đồng hai áo. 150.000 đồng hai áo cho em. Cho nó nhanh nhẹn này. Được chưa? Gọi là cắt mẫu luôn đấy. Cắt mẫu luôn mà không có bán nữa. Ngày mai là sẽ là hết. Rồi, hai cái màu đen Phạm Phương có ạ. K8 một đôi chị cầm nguyên. Nói chung các chị cứ lấy một đôi đi. Cứ một đen một trắng hoặc là hai đen hai trắng chẳng hạn ý. Ngày mai các chị thích lấy như nào các chị báo nhân viên nhá. Còn bây giờ em còn tầm khoảng là 50 cái đúng không? Đến 50 cái nhỉ? Tầm 4-50 cái. Bây giờ em tặng các chị cứ 150 hai chiếc. 150 hai chiếc cho em ạ. Chị Phương Dung có K8 ạ. Chị Anh Nguyễn Tuyên ok chút đơn K8 này. Đây chị này, thì qua cái túi các chị biết rồi nha, hàng đẹp hay không. Đấy chị ạ, 150.000 đồng hai cái con này cho em ạ. Nó còn chỗ nào không đấy chị? Hết sạch rồi. Hết sạch á? Chưa đâu chị dọn rồi. Thế à? Vẽ hết rồi. Có nháy nhất không? Không. Có mà nháy, chỗ hôm nay có một số thì để nháy. Rồi chị Lý Lan có ạ, chị Thủy Nguyễn có ạ, chị Phương Loan rồi ok em chốt đơn. Em tặng A chị đấy ạ, giá này là giá tặng nhá. A9 hôm qua còn không, A9 hôm qua chị chẳng nhớ cái nào luôn. Phùng Tảo em có nhớ thì em chụp màn hình cho chị xem nhá. Rồi chị Trần Doanh rồi ok em chốt đơn ạ. K8 đúng không ạ, K8 kèm số điện thoại ạ. Bây giờ nhá, chị bốc cho em mã nào thì em bán mã đấy đi. Những cái mã lẻ thì không quan trọng đâu, giá như nào cũng được. Để chị ạ, giá nào cũng bán. Cứ giá nào cũng bán gọi là cho toang hẳn đi. Ừ, cứ mình khác làm mình.
Ok chị Lan Hoàng, K8 đen trắng. Các chị ơi mặc có thích mà. Cáo này là chiếc đầu vụ làm gì có. Chạm đầu vụ chiếc con này làm gì có. Chiều nay chị đẹp có em mà em nấu cơm không để điện thoại. Thế thì em nghỉ cho nó eo. Thế thì em nghỉ cho eo. Giật cái này đi cho nó đỡ ấy. Giật cái mắt đi. Em để lại luôn con này quần đấy em mặc. Và thích lắm, giãn giãn. Bao nhiêu con nữa. Nhưng mà mặc quần này sướng mà. Đây. Này chờ nó xe không rộng. Hả? Chờ nó xe không rộng không hết quần rồi. Với quần đấy mang về lấy kệ em. Nhà em bán quần áo không? Nhà em bán quần áo. Em muốn lấy bao nhiêu thì kệ em. Được chưa? Rồi ok, thì đi Trần lại Ngọc Ánh rồi ok luôn nhá. À, lên quần bò à? Cục tay có cổ bao nhiêu em? Chị ơi 125.000 chị cứ nhắc 125.000 ạ. À. Áo này là cái gì nhỉ? Áo này là áo crop top của em. À chị ơi, em bảo cái áo chống nắng này, chống nắng ngắn dài ấy. Chị xem đây còn bao nhiêu cái. Bây giờ cho các chị không chọn màu đi, thanh lý luôn. Từ từ em lên crop top để chị cứ đếm trong đấy đi. Các bác này. Nhìn cho em hàng thêu như này các chị nhá. Được chưa? Không này là không ngắn crop top cho em. Cũng đây các chị lên là K9 ạ. K9 em chủ yếu là còn màu đen đấy các chị luôn nhá. Chủ yếu là còn màu đen. Được chưa? Phê TT luôn như này và tất cả hàng này là hàng thêu. Được chưa? Tất cả dòng này dòng thêu tay cho em hết ạ. Mã hàng các chị yêu nhìn cho em mặt trong này. Đây là mặt trong của áo các chị nhá. Em thử mặc thử luôn. K9 cho em. À, phong xanh nhỏ thì Dương Thảo em mặc con này này. Áo ba lỗ là 150 một đôi ngày hôm nay. Thì chị ạ không chọn hình, chỉ chọn màu thôi. Chỉ chọn màu không chọn hình. Đấy. Rồi trước là 150 một cái, rồi 150 một đôi cho các chị xuống. Đây. Áo này là mã hàng trên là K9. Ok chị ạ. 100.000 một cái. Đấy chị ạ, 100.000 đồng một cái. Và dáng này dáng crop top và 55 cân đổ về em chốt nhá. 40 cân đến 55 cân đổ với em chút nữa. Đưa cho em đôi giày bác. Đeo cho nó đỡ gây chân á. Ừ giày thao ấy. Cái này chân đất em gây chân. Chống nắng quang này nha. Chống nắng á. Thế là áo nắng dài còn bao hôm trước. Còn áo trắng nắng trục luôn. Bây giờ nhá. Bây giờ là thế này nhá. Bây giờ là thế này nhá. Áo chống nắng ngắn ngày hôm nay của La Loma chống nắng thơm. Em sell các chị 200. Đúng không ạ? Nhưng mà đúng, còn đúng vài cái thôi. Chống nắng ngắn cho em, các chị chọn size vừa nhá. Các chị xem có size nào vừa thì các chị lấy. Ok chị ạ, chống nắng ngắn cho em các chị này. 200.000 một cái em thanh nhí. Ok không ạ, cho nó toang luôn đi. Ngày mai các chị khỏi phải hỏi. Ngày mai khỏi phải hỏi luôn đấy các chị này. Đấy, nắng ngắn còn bao nhiêu cái chị? 10 cái. Còn đúng chục cái. Tớ chủ yếu còn size M à? 200.000 một cái áo chống nắng ngắn La Loma chống nắng thơm. Các chị nhá, thơm lắm luôn ý. Được chưa ạ? 200.000. Các chị có mà nắng ngắn cho em. Nắng ngắn và kèm số điện thoại ạ. 200.000 một chiếc. Màu đẹp lắm luôn. Một là màu xanh Nhật Bản này. Xanh Nhật Bản này. Xanh xanh Coban này. Màu xanh là màu xanh xanh cổ vịt cho em. Xanh cổ vịt này. Xanh Coban này. Màu xanh Nhật Bản này. Đâu còn chỗ nào nữa không chị? Đây ở dưới đất đây ạ. Đây ạ. Đây ạ. Đây ạ. Có xe các chị tầm khoảng 65 cân đổ về 40 cân đổ lên nhé các chị nhá. Bình giá này là giá tặng đấy ạ. Tại vì lắng La Loma không ai bán các chị 200.000 đâu. Em giá em thanh lý. Để chị ạ, giá này là giá xả đấy, giá xả hàng luôn đâu gọn mẫu ạ. 200.000 một chiếc. 200.000 một chiếc các chị coi là nắng ngắn và kèm số điện thoại. Để chị ạ, nắng ngắn và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá đẹp nhất vịt Bắc Bộ luôn. Ok không ạ, giá gọi là giá chốt đẹp nhất vịt Bắc Bộ luôn đấy các chị luôn. Nhưng mã này cho nó hết hàng. Được chưa ạ? Không có về hàng đấy các chị nhá. Giá này là giá không về hàng ở đâu ạ. Đấy, hết là hết luôn đấy. Hết là hết luôn. Có LXL chị nhá. Có cả LXL đấy ạ. Đây là con nhà em cho mẫu ra. Nắng thơm của La Loma là các chị biết là nó là dòng như thế nào rồi đúng không ạ? Chất gọi là nó sướng, đỉnh cao luôn ạ. Cứ 200.000 một chiếc, 200.000 một chiếc gọi là giá hủy diệt luôn nhá. Giá hủy diệt.
Thôi toang rồi chị ơi, thôi toang mỗi. Toang mỗi đi các bác. Phải vượt xeo đó. Đấy, nhân viên khôn danh ý, cứ đợi cái chủ cái xeo là bắt đầu mới vợt. Chị khôn hơn con chuyện này. Đây các chị này. Để chưa, cứ 200.000 một chiếc các chị nhá. Chị nào được hoan hỉ cho em gối. Còn giá này là giá lỗ rồi, em không có về hàng ở đâu. Về hàng thì giá nó sẽ cao hơn cái giá em mang bán ra các chị bây giờ. Được chưa? Nâng ngắn cho em 200.000. Giá thanh lý đấy nhá chị ơi. Được chưa? Đâu còn mấy cái nắng dài? Còn 4 con nắng dài. 4 con nắng dài em xem các chị mức giá là 340.000 đồng một chiếc. Áo chống nắng dài của La Loma. Chống nắng dài em còn 4 chiếc thôi ạ. Áo có thơm chứ chị. Trời ơi, thơm như nước hoa. Đấy, em bán cái này từ lúc đầu vụ rồi à chị ơi. Bán từ đầu vụ đến giờ rồi, nó thơm, không thơm giả lại em được chưa? Không thơm giả lại cho em. Nắng dài em còn đúng 4 chiếc thôi. Còn đúng 4 chiếc mà chả biết nó còn size gì đây. XL này, L này. Đây các chị nhá, chống nắng dài của La Loma đây. Các chị chọn cho em size vừa thôi, còn màu thì hoan hỉ màu cho em với. Em chẳng biết nó còn cái màu gì nữa đây. Còn đúng 4 chiếc nắng dài cho em ạ. Sản lượng các chị là 340.000. 340.000 đồng một cái nắng dài. Các chị nhá. 340 áo nắng dài cho em mà kèm số điện thoại ạ. Còn đúng 4 chiếc lẻ size. Được chưa? Còn đúng 4 chiếc lẻ size cho em áo chống nắng thơm. Được chưa? Chống nắng thơm hàng một lớp. La Loma hàng cao cấp các chị đang mua giá thị trường đang là 699.000 đồng một chiếc nhá. Đây là nắng dài cho em. Em xả là 340 các chị nhá. Còn nắng ngắn là 200.000. Đấy, giá gọi là giá cho nó hết hàng ấy ạ. Giá cho hết hàng ấy ạ. Rồi em mặc là K9. Áo em mặc các chị lên cho là K9, nó là dán crop top cho em. Em nó có màu đen này. Xanh này còn một cái, còn một cái màu xanh các chị nhá. Còn đúng một chiếc màu xanh như này. Các chị nào lấy các chị lên đơn cho em ạ. Chất xuống ạ. Ngày mai bác nào mà có hết chống nắng thì các bác thông cảm nhá. Tại vì là giá em còn có 10 cái em xả nốt ra đấy thôi. Đây các chị yêu. Áo nắng này các chị comment là K9 ạ. K9 em còn có một chiếc màu xanh các chị nhìn chất này. Phê tít luôn, dáng crop top cho em. Crop top cho em hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Crop top hàng Quảng Châu cho em. Đấy, ngày mai xem là có con treo ở chỗ nào không này. Ở dưới đường tiên con sóc bỏ ra nhá. Rồi áo em mặc là K9 đi, K9 100.000 một chiếc. Hàng của nó hàng này trước là hàng 190, 220. Áo chip rồi ok chị Hoàng Thuận ạ. Nắng dài ok chị Yên Tống ạ. Chị Hoàng Thư rồi ok em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng chưa, là mã này là mã gì ạ? K9 cho em nhá. K9 màu xanh em còn đúng một chiếc rồi. Để chị ạ, giá là giá thanh lý cho em 100.000 một cái. 100.000 đồng một cái. Các chị nhìn hàng này. Đỉnh cao luôn nhá. Để chị ạ, hãy gọi là hàng đỉnh cao luôn như này. Đấy, nó chủ yếu là nó còn màu đen thôi. Thì giá này là giá xả sập sàn với các chị rồi. Có này là K10 cho em. K10 và kèm số điện thoại ạ. Thu Nguyễn lên số điện thoại cho em rồi. Chị Khánh Linh rồi ok ạ. K8 là cái gì nhỉ chị? K8 là áo ba lỗ ấy. Rồi K8 là ba lỗ rồi ok chị. Chống nắng da CM chứ chắc vẫn còn đó chị Thanh Mai ạ. Mã này là mã K10 cho em. Ok chị ạ, K10 em có màu đen này các chị này. Màu đen này, màu trắng, màu đỏ, xanh vàng. Đen, trắng, đỏ, xanh vàng. Chủ yếu là còn màu đen, còn các màu khác thì em còn số lượng ít. Để chị ạ, các màu khác thì em còn số lượng ít các chị này. Mã này các chị coi là K10 đúng không? K10 cho em 100.000 một chiếc luôn các chị này. 100.000 đồng một cái. Các bác lên mã này là K10 cho em. Cái hàng này không treo à? Dáng có lỗ tốt. Dáng này dáng ngắn nhá các chị nhá. Em nói luôn trên livestream là dáng này là dáng ngắn đấy ạ. Chị Quyên Linh à. Chị nào không chốt được cái K9 màu xanh các chị chuyển sang con K10 cho em này. K10 thì em còn có hai cái màu xanh thôi. K10 cũng còn hai chiếc màu xanh như này cho em. Ok chưa? K10 crop top cho em này. Chất đi nhau hết, chỉ khác nhau cái hình thôi. Đấy, như cái mẫu này các chị đang mua ở ngoại trường toàn 200 mấy. Chị Quyên Linh lên số điện thoại cho em với. K10 chị Thanh Vân Trần ok này. Màu xanh này, màu trắng này, màu đen này. Đấy chị ạ, đỏ vàng, đỏ còn một chiếc, vàng còn một chiếc các chị nhá. Đỏ còn một và vàng còn một cho em. Ok chị ạ, K10 cho em lại chất lê tê phê luôn. Nó đanh chất lắm các chị ạ. K10 cho em 100.000. Chị ơi, cái màu xanh, à cái màu vàng đằng sau treo nó xem có mẫu này không. Vàng còn đúng một chiếc này. Đỏ còn một cái sao. Không còn đâu. Hết à? Thế thì hết nhá.
Trạng đỏ còn một cái, vàng còn một cái. Đấy, chị yêu lấy con này là cao 10, cho em chuối là còn xanh thôi, à chuối là còn đen thôi. Còn các màu khác thì em không còn. Đây các chị này, màu đỏ em còn đúng một chiếc duy nhất. Tại vì có lớp tốt thì thường là hay bán được cái màu đen, màu trắng là nhiều. Đấy, những cái màu đấy là màu phổ thông ý. Đây các chị này, chị Nguyệt Thúy lên số điện thoại cho em với ạ, em qua mẫu nhá. Và em còn một chiếc, chị nào có lấy vừa vàng thì các chị lên cho em luôn. Và bên ngoài nó là màu kiểu vàng đậm đậm một chút hơn, đậm hơn so với trên line. Nó không bị sáng như trên line đâu ạ. Tiếp nha các chị nhá, lên crop top ạ. Dáng ôm, dáng này dáng ôm mà, crop top dáng ôm cho em. Từ khoảng 55-56 cân đổ về các chị chốt đơn. Ok, chặn 55-56 cân đổ về các chị chốt đơn hàng mã này. Cam 10 đúng không? Ok chị Quyên Linh 0889 rồi, ok chị. Chị Hồng Trần dồn đơn. Trắng vàng à, thôi em lên một mã này thì có màu nữa chị này. Nói chung là có hai vàng xanh có luôn, nên một mã này có màu xanh mà chị nó không chốt được thì các chị không chốt được màu xanh của mã K9 K10 các chị chuyển luôn sang K11 để cho em này. Toàn hình nó yêu yêu ấy, nhìn đẹp. Đó. Đây chữ lớp này cho em này, để chạy chữ này cũng xinh các chị nhá. Ok không ạ, vẫn là K11 K11 cho em 100.000, hiện tại giá xỉ vẫn đang là trăm mấy các chị ạ, 130-140 giá xỉ, 130-140 giá rưỡi giá buôn. Mà bây giờ em tặng các chị có giá 100.000 giá lẻ ấy. Đây chị này cầm cái này cho em rồi. Con này lên là K11 cho em. Chất đanh lắm ý. Các chị nhận hàng không tin, các chị cứ bóc hàng ra kiểm tra rồi thanh toán. Được chưa ạ? Đây K11 Triệu Nghiệp ơi, không thì chị chốt con K11 này này. Tại vì những cái mã kia nó còn có mỗi một cái chứ này em không dám hứa ấy. Thì các chị cứ cái mã nào có màu xanh chẳng hạn, chị thích mã nào có màu xanh cứ chốt đi. Cứ chốt 3-4 mã liên tục cho em. Được mã nào thì mình chốt mã đấy. Tại vì là hình nó cũng kiểu na ná nhau và toàn bộ hình đẹp ấy chị. Đây chị này, con này thì có 3 cái màu xanh này chị này. Hàng này là hàng theo cho nên nó không có nhiều ấy chị. Đây chị ơi, còn đúng 3 chiếc màu xanh này các chị nhá. K11 cho em ạ, 100.000. Bằng tiền nhau như cái hình của nó. Đúng rồi chị Quỳnh Liên, nó dáng này dáng ngắn mà chị, dáng crop top mà chị. Dáng crop top cho em như này luôn. Chị Nguyễn Thúy rồi, ok này. Con này có cả vàng nhé, còn đúng 3 con màu vàng thôi. 3 chiếc vàng này. Có cả trắng, cả đen, cả đỏ. Đấy, có trắng, có đen, có đỏ, có vàng cũng này nhá. Nói chung là đỏ thì em còn có một cái là hết ạ. À. Em sell nốt 100.000. Đấy, đỏ còn đúng một con treo thôi cũng hết hàng rồi ạ. Chị Tạ Oanh này, chị Vân Hoàng rồi, ok. Mã này là K11 cho em nhé. Xinh lắm. Cái chữ lớp này nhìn trông có đơn giản nhưng mà mặc lên form rất là đẹp luôn. Đây bộ vàng. Và bên ngoài đậm hơn trên line. Tất cả các màu bên ngoài nó sẽ là đậm hơn trên line một chút. Màu trên line lúc nào cũng bị sáng hơn, tại vì buổi tối thắp điện ý. Màu bên ngoài đẹp hơn. Cái chạm màu bên ngoài đẹp hơn trên line nhiều. Đấy, chị nào lấy màu vàng các chị lên cho em ạ. K11 cho em màu vàng dáng ngắn nhé các chị nhé. Dáng crop top là các chị biết là dáng của nó dáng ngắn. Em mặc thế nào thì em gửi cho các chị như thế. Đấy chưa ạ, hàng em livestream thế nào thì em gửi cho các chị như thế ạ. Bộ đồ ngủ em có. Chị Đức Hoàng, Linh ok, là chị Mai Nam. Xỉ số lượng nhiều á. Em ơi có gì em add Zalo nhá. Zalo chị cho vào nhóm xỉ. Để em một tí em lên Zalo xỉ cho chị luôn này. Cái mẫu này thì hiện tại cái giá xỉ người ta đưa ra cho các chị còn giá nhiều khi còn cao hơn cái giá ngày hôm nay em bán lẻ cho các chị trên live ấy. Năm nay cái hàng bông tơ ghi cũng đắt lắm. Thề luôn, bông tơ ghi mà hiện tại em đang bán cho các chị nhá. 170, 180, 190, 200 ý. Giá xỉ toàn trên 200 hết. Ơ, em bình luận ở chỗ nào mà không thấy hiện gì. Ẩn comment. Đấy. Em còn chả nhìn thấy comment của em vừa bình luận ở chỗ nào luôn ý. Chưa thấy đâu đúng không? Ơ sao comment của em lại bị ẩn nhờ? Thế này. Thế này thì khách nhiều khi khách comment ẩn là phải thôi. Thấy chưa? Em comment mà không nhìn thấy luôn này.
thấy chưa? À đây, bây giờ mới em comment 2 lần mới được. Thế bảo sao, bảo sao mà khách hàng bình luận mà không không chốt được đơn đấy. Đấy ra Zalo xỉ nhá, có gì chị nhắn vào Zalo đấy thì em sẽ báo giá xỉ. Nói chung là các chị lấy một cái thời điểm này cái gì nó cũng rẻ, thấy không? Chị cứ gặt qua gặt lại đi, rồi em qua mẫu nhá. Nói chung cái lớp tốt thì em nhiều lắm. Đây trắng đây, em dưa màu trắng chưa chị? Đấy màu trắng em không có treo hàng mấy đâu. Quần đùi gói em có mẫu này này chị này. Thế chị ạ, quần đùi gói em có hãng này, hàng Quảng Châu rồi chị này, mặc thích. Em màu trắng đấy, chị nào chốt màu trắng đấy các chị lên cho là K11 ạ. K11 cho em màu trắng ạ, có lớp tốt màu trắng các chị nhá. K11 lên cho em màu trắng và kèm số điện thoại ạ. Ok không ạ? K11 màu trắng ạ. Đấy, qua mẫu này luôn đi. Lên em bắt tình yêu của mẫu này này các chị này. Mẫu này lên là K12. K12 con này em xả luôn các chị này. K12. K12 con này em còn LXL các chị nhá. Kể xả 120. Em xả nốt 120.000 ạ. Còn các chị trên 50 cân đến 65 cân. Từ 50 cân đến 65 cân ạ. Chị đang hỏi bộ nào chị ơi? Nắng dài thì em còn có 4 chiếc thôi chị ạ. Còn đâu là còn 10 chiếc nắng ngắn thì đấy. Mã này các chị yêu comment cho là K12 ạ. K12 em xem nốt là 120.000. Đấy hàng 18 em xem nốt các chị 120. K12 ạ. K11 là 100.000 chị ơi. Mã này lên K12 cho em ạ. Chị nào hôm qua một chút được mẫu này hôm nay cố gắng săn cho em nhé. Em còn vài chiếc thôi. LXL 2 size. Đấy chị ạ, size L và size XL. Mã này cổ tròn cho em con K12 này. 120.000. Chất mặc xích, kẻ cho em nhé. Em này, bây giờ chị còn một cái tóc của cái hàng MV lẻ mà cái hàng toàn bộ hàng 300 mấy. Bây giờ nếu mà em có lấy thì chị thanh lý cho. Nếu mà chị nào, nhất là chị nào mà đang bán lẻ cửa hàng ấy, các chị bán lẻ những cái này ok. Tại vì là em đợt này em đóng cửa em không treo hàng, thế là em mới còn. Chứ nếu mà còn em mà treo lẻ em xả ra hết luôn. Đây chị này, toàn bộ hàng MV cho em, nó còn sót một cọc ấy. Đấy em cứ xem mã lẻ thì em nói chung là em chốt, nên là em chốt ở trên live như là nhặt mão chị. Chị tính xỉ cho. Vì năm nay dịch dã này thì nói chung là cái gì nó cũng rẻ. Như mọi năm cái áo này nó toàn trên 200.000 hết chứ không có dưới. Những con kẻ của Bedori như này toàn trên 200.000. Hàng mắc, hai mắc trắng cho em này. Để chạm LXL 2 size. Quần đùi em còn chị ơi. Nhưng mà em chẳng biết em để chỗ nào ấy. Để em tìm đã. Nó lẻ lộn xộn rồi đấy. Em qua mẫu các chị nhá. Chị nào lấy K12 các chị lên đơn. Con này không biết là bán nhiều lắm rồi ấy. Có gì thì... thôi lẻ MV em lười bán lắm, tại vì nó còn tầm 15-20 con thôi. Nếu mà sót tất cả các lẻ các mẫu nó tầm khoảng 15-20 con thôi. Chị nào cũng để ôm lô thì em để cho các chị ôm để các chị bán lẻ. Chứ còn bây giờ xả lẻ 1-2 chiếc nó rất là lâu luôn chị ạ. Xả lẻ 1-2 cái rất là lâu. Em mẫu này cũng còn nguyên đen này. Chị nào lấy nốt này, các chị này. Có lốt tốc nguyên màu đen như này, 100.000 một cái luôn này. Mã này là K13 chị. Áo gió còn lẻ size to chị ơi. Ơ chị ơi, con này còn nguyên màu đen à? Nguyên màu đen đây con này. Còn có nguyên màu đen đấy các chị nhá, K13. Con này nguyên màu đen đấy. K13 và kèm số điện thoại cho em 100.000 ạ, 100.000 đồng. Còn nguyên màu đen ạ. Còn nguyên đen K13 100.000. Áo gió còn nhưng còn size to chị ạ, còn size to. Con này là K12 còn nhiều mà em. Con kẻ đấy còn nhiều đấy. Ừ, kẻ nó còn tầm khoảng là 30 cái. Khoảng đấy em ạ. Nói chung là ngày mai cái chốt cho khách lẻ. Còn bao nhiêu cái thì em ôm thì em cứ bảo chị. Tại vì là con đấy thì bán nhiều mà. Từ đầu vụ giờ thì bán rất nhiều luôn ấy. Đây, dáng crop top cho em. Chị nào thích trẻ trung các chị mặc cái dáng này cho em này. Con này là K13, 100.000 một chiếc các chị nhá. Còn mà này chiếc thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái, 7 cái. Còn 7 chiếc, mỗi này K13 cho em ạ. 100.000. À thế à, ok. Nếu mà chị nào mà ôm về bán ở cửa hàng lẻ ấy,
Em thấy luôn cái giá em đưa trên livestream các chị là cái giá mà nhiều khi các chị nhập vào giá cao hơn, tại vì nhà em nhập lô của nó 500 một nghìn hay vài nghìn áo ấy, thì giá chắc chắn là sẽ được giá tốt hơn các chị đi lấy lẻ rồi. Em lấy lẻ em biết nhập một vài gì để bán chẳng hạn thì giá nó sẽ là không được cắt giá số lượng ấy. Đấy, chị Bình Diện ok, chúc cao 13. Cái này em còn có 6 cái nhá các chị nhá, 6 cái hay 5 cái. Em vừa đếm đấy ạ. Quần đùi bò á, quần đùi bò hình như còn size 25 26 chị ạ. Đấy chị ạ, quần bò, quần đùi bò này, quần hàng bọn Hương này phía trước là hàng 3 mấy. Xem còn mấy cái chị. Em tặng luôn các chị 100 nghìn một cái luôn, còn có vài chiếc không. Rồi chị Thế Phạm ok ạ, áo này là dáng ngắn nhá các chị nhá, cao 13. Còn những cái mẫu chị live stream thì em cứ dũng nào em cứ comment mã đi cho nó dễ. Em cứ lên mã cho dễ. Đây từ mã 1. Đây, con này em có nguyên size 25 thôi, chị nào dưới 50 cân cái chốt các chị chốt mẫu này nhá. 100 nghìn một chiếc, em còn nguyên size 25. Ok không ạ? Các chị comment là sóc bò cho em, mỗi sóc bò 100 nghìn và kèm số điện thoại ạ. Các chị nào dưới 50 cân các chị chốt mẫu này 100 nghìn một cái. Hàng đẹp cho các chị luôn này, chất xuống. Cái này đều cắt quy sẵn cho chị em mình luôn nhá. À, con này hơi khác một tí à? À không phải. Thấy không nhỉ? Vẫn thế. Ờ, vẫn thế. Em nhầm đấy. Em kiểu ở con 26 này thoải mái luôn này. Em 54 cân đấy, em 54 cân đấy, size 26 thoải mái. Co giãn mà các chị. Còn đúng một chiếc size 26 là em lấy lại, em để lại em mặc đấy. Còn nguyên size 25 thì giá này là giá theo hết à. Đây này, còn 4-5 cái của size 25. Một cái size 26 này. Một chiếc size 26, bốn chiếc của size 25, 100 nghìn một cái. Size 25, à 25 thì các chị dưới 50 cân, còn size 26 các chị dưới 55 cân. Đó, size 26 em còn hai chiếc, một cái em đang mặc này với lại một cái ở trong túi. Ok không ạ, 100 nghìn một cái, hàng của nó hàng 300 mấy, đợt trước giá cũ ấy. Nó giao động khoảng đợt trước là 320, 350, nó hàng Quảng Châu mà chị. Giá xỉ của nó 280, 290 rồi ý. Đấy chưa, giá trước là 320 nghìn một quần này. Size 25 nhá. Ok ạ. Mặc xuống này. Chất thích. Chị đưa cho em những cái áo không có cổ mà là chiếc chữ BT các kiểu ấy, nó còn lẻ. Xem có chị nào vừa thì các chị lấy. Đây ạ, mã này là mã gì ạ? K14 đúng không? K14 thôi. K14 ạ. K14 mà kèm số điện thoại ạ. Mã hình giá tí cũ nhá. Chị đưa cho em cái con cờ lúc tốt ở trong kia, cọc đưa cho cọc cho em. Đây K14 ạ. 100 nghìn ạ. Cái đấy là cái gì đấy? K14 cho em 100 nghìn một chiếc ạ. Nó còn 5-6 cái. Em ơi, em đừng comment là chị là để em hay như thế nào. Em chị đặt mã nào thì em ưng mã nào, em cứ comment theo mã hàng đi. Ngày mai nhân viên là chị đi làm nó chốt thôi. Nếu chẳng có bạn đi chốt làm đơn xỉ thì bạn đi chốt cho em nhá. Đây này các chị này, đây là K14 cho em. K14 nó kèm số điện thoại này. Cái chữ này nó không bị bong đâu các chị nhá. Giật thoải mái cho nên nó không bị vỡ. Không bị vỡ mà không bị bong cái chữ này. Được chưa? Cái hình ở giữa này là theo của nó thư gen cho em. K16. À quên, K14 à. K14 cho em 100 nghìn một cái ạ, K14. Đấy chị ạ, K14. Ngày mai lấy bao nhiêu cái thì báo nhân viên nhé. Đây các mai các chị này. À 100 nghìn một cái. K14 ạ. Đây hiện tại bây giờ những cái phông cổ này em đang lẻ size M và 2XL, MXL với 2XL. Ok cho em cái hình đấy đi. Được chưa? Chị nào có được hình nào ok cho em hình đấy nhá. Mã này là K15. K15 cho em. Ok không ạ? K15 các chị mình lên đơn. Thôi hình đấy các chị này. Đây. Bây giờ màu đen nó còn thay M này. Thay M với lại thay gì? Đen có nguyên size M, màu trắng thì còn XL với 2XL. Size M thì màu đen các chị tầm khoảng 50, 51, 52, 53 cân đổ về cho em.
K15 cho em ạ. 120.000 một chiếc. Chạm 120 các chị nhá, 120.000. Ok không ạ? K15 cho các chị lên đơn. Nói chung là chọn cho em cái size vừa đấy. Màu đen em chỉ còn size M thôi. Màu đen chỉ còn size M thôi ạ. Đấy, sắc hình của màu đen nó còn nguyên size M nhá các chị nhá. Hàng trước là hàng này em đang bán là 175, bây giờ trả các chị là 120. Chị đang hỏi màu nào, mẫu nào chị áo có lớp tốt thì em lên màu khác sau chị ơi. Ý lên màu khác. K15 ạ, quần em mặc có bán nhưng mà nó còn chủ là size 25, nó còn có 4 chiếc size 25, 1 chiếc size 26 đấy ạ. Đây các chị này. Khác hình nhá. Xanh đậm này còn một XL này. Chạm K15, 120.000 ạ. 120. Đấy. Đây màu trắng đây. Màu trắng đây em chỉ còn size 1X với 2X thôi. Thì các chị tập vào dưới 70 cân. Thì khoảng 60 cân đến 70 cân là các chị có màu trắng có size vừa. Còn màu đen thì còn size bé nè, màu trắng còn size to, màu đen còn size nhỏ. Ok chưa ạ? Đây các chị này. Đấy. Họa tiết thì các chị cung cung bán cho em của. Tại vì nó nhiều họa tiết khác nhau lắm. Nhiều mẫu bây giờ là em dồn hết vào mẫu lẻ ấy ạ. K15 cho em. Chị ông Lực Bằng hợp ơi, con áo này là K15 là chị lấy màu đen không có size 2X đâu. Chỉ có màu trắng là có size 2XL thôi. Đây các chị này. Con mẫu chữ K16 cho em. Con túi đúng không chị? Túi của mã K16 cho em ạ. Thì chạm K16 dáng crop top cho em xem 100.000 này. Đủ màu các chị nhá, đủ màu. Chủ yếu còn đen trắng, còn các màu khác thì còn số lượng ít ạ. Mã hàng này các chị coi là K16 ạ, 100.000 một chiếc nhá các chị nhá. 100.000. K16 dáng crop top các chị thì khoảng 55 cân đổ về em chốt đơn, 55 56 cân ạ, trên 40 cân đổ lên các chị này. Màu đỏ cho em là thứ nhất này. Màu trắng cho em là hai này. Để chạm màu trắng này. Màu gì ạ? Màu đen này các chị này. Màu đen này, màu xanh. K16 các chị. K16 100.000 một chiếc, các chị chọn màu các em nhé các chị nhá. Dán crop top cho em ạ. Dán crop top. Ok chưa ạ? Những cái hình các chị không lo nó bị dính hình. Thì chị không lo bị dính hình mà toàn bộ các chị nhìn cho em cái áo này. Khuê tít luôn, em xả 100.000 một chiếc ạ. Hàng một chiếc là hàng 190-200. Thanh Đồng Nguyễn ok chị luôn ạ. K15 là 120.000 chị Nguyễn Khánh ơi. Nhưng mà nó lẻ sai chị nhá. Ngày mai xem có xe nào vừa lấy, bây giờ các chị cứ lên số điện thoại ạ. Chị Hoa. Em bảo này. Một cái mã không có cổ. Đợi em một tí nhá, em tìm cho các chị một mã này. Nó không có cổ này ra. Có cổ đặt trước ra. K15 một chiếc. K16 đúng không? Chị để nước ở đâu cho em xin nước.
Đéo. Rồi K16 ạ. Chị yêu lấy con này là K16 cho em. Còn cái bộ lỡ đi. Bộ lỡ này. Cái quần thổ thổ này size 25 nữa chị nhỉ. Em còn mấy cái quần thổ ngố của size 25 nhá. Ok chị Thế Phạm ạ. À. Thổ ngố này size 25. Mã này các chị cô mày làm mẫu gì ạ? K17 cho em. Còn nguyên size 25 nha các chị. Các chị tầm khoảng là 48 cân đổ về ạ, 40 khoảng là 48 cân. Được chưa? Em tặng các chị nốt là 70.000 một chiếc. Ok không ạ? Hàng 300 mấy rồi em tặng các chị ô 70.000 này, còn nguyên size 25. Để chọn quần thổ ngố. Các chị nhìn cho em những cái dòng này, các chị đang mua 300 mấy một cái các chị nhá. Bây giờ em tặng các chị con này là K17 đúng không? K17 cho em ạ. Bao nhiêu tiền? 70.000 các chị luôn. Còn mấy chiếc lẻ lẻ này em dọn luôn các chị 70.000. Ok chưa ạ? Tầm 48 cân đổ về. Những con này các chị tầm 48 cân cho em ạ, K17. Ok chưa ạ? K17 cho em 70.000 một cái. Quần thổ các chị nhá, 70.000. 70.000 đồng. Các chị lên đơn cho em mã này. Bên này đấy là đủ. Đấy. Bộ này cho em ạ. Bộ này là bộ lỡ các chị nhá, bộ lỡ. Bộ này là chất đũi ạ, chất đũi bộ lỡ cho em 100.000 một bộ ạ. Em có size các chị dưới 60 cân nhá. 45, 44, 45 cân này dưới 60 cân. Các chị chọn size vừa. Được chưa ạ? Chọn màu, chọn size vừa, không chọn hình cho em ạ. Bộ này các chị comment cho em là mã K18 ạ. K18 và kèm số điện thoại cho em. Đấy, hoặc là các chị comment là bộ lỡ cho nó dễ đi nhá. Bộ lỡ cho em ạ. Bộ lỡ 100.000 kèm số điện thoại ạ. Cái mã K17 thì em chỉ còn size 25 thôi. Hết hàng rồi các chị ạ. Bộ này thì các chị cứ comment là bộ lỡ cho em với. Bộ lỡ và kèm số điện thoại cho em. Lỡ này các chị này, 100.000 một bộ cho em đi các chị nhá. Quần lỡ, mình sẽ quần lỡ và áo của nó là áo tay cánh tiên. Quần lỡ và áo tay cánh tiên cho em ạ, 100.000 một bộ. Các chị lên cho là bộ lỡ và kèm số điện thoại cho em. Và các chị có đơn nhé các chị nhá, dưới 60 cân. Các chị chọn cho em màu hồng này, màu xanh, màu vàng, màu da. Đấy, màu cam đào chẳng hạn ấy. Thì các chị gọi là cứ hoan hỉ cho em cái màu đi. Tại vì hàng trước hàng 185 bây giờ em không nhớ có 100.000 một bộ thôi. 100.000 đồng một bộ như này cho em các chị này. Hình cô chị đào được hình nào thì ok cho em hình đấy nhá. Đấy chị ạ, mình cứ gọi là hoan hỉ cho em hình đấy đi. Bộ này các chị cứ lên là bộ lỡ của em với. Bộ lỡ và kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, 100.000. 100.000 một bộ này. Mặc gọi là siêu mát luôn. Đấy chị ạ, mặc gọi là mát nhẹ mát cực kỳ luôn ạ. K18 à, quên, bộ lỡ. Bộ lỡ và kèm số điện thoại cho em. Bộ này là trước mà không có hàng bán luôn ý. Giá này là giá sale hết cỡ rồi. Đấy chị ạ, giá sale hết cỡ rồi. 100.000. Bộ lỡ nhá, bộ lỡ ngày mai các chị chọn màu và chọn size vừa cho em. Cho chị màu hồng, màu xanh, chị tầm khoảng là 55 cân, chị cao 1m60 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ nhặt cho các chị một bộ xanh, một bộ hồng chẳng hạn như thế. Đấy, hoặc là một bộ vàng, một bộ hồng, một bộ hồng, một bộ màu da. Đấy chị ạ, một bộ xanh, một bộ vàng chẳng hạn như thế ạ. Đây các chị này, bảng màu nữa chị này. Mặc gọi là mát rượi luôn, 100.000 một bộ. Bộ này các chị đi ra chợ cũng chẳng có. Tại vì là nếu mà những cái hàng này, chất này giá thị trường vẫn đang là 175 đấy các chị nhá, 175 xả 100.000. Ok chị ạ, bộ lỡ cho em. Ờ vừa mà chị Phạm Thị Thủy. Chị Thủy 1m58 mà đang 51 cân thì cái chị mặc cái gì chả được. Người dễ mặc và cái chiều cao cân nặng nó tương xứng nhau thế thì mặc dễ mà. Đây màu xanh cho em. Đây của nó tay cánh tiên. Đây các chị này. Đây là màu da này. Đấy màu da cho em, màu nạo xinh nhỉ. Những cái bộ mặc nhà này kiểu là cái hình của nó hơi nói chung là nó cũng nhã nhã thôi. Nó cũng nhã nhặn. Size LXL nhá chị nhá. Nó có hai size là LXL, nó không có SM đâu. Đánh size LXL. Đấy có cả bộ đùi. Bộ đùi nữa. Bộ đùi cũng 100.000. Đây bộ đùi 100.000 đây. Nó cũng họa tiết như thế nhưng mà nó là quần đùi. Đấy chị ạ, nó cũng họa tiết như thế này nhưng mà nó là quần đùi.
Ok chưa ạ? Đây ạ, các chị cũng chọn màu, chọn size vừa. Các chị coi là bộ đùi và kèm số điện thoại bán đồng giá. Ơ chị ơi, bộ này bộ lỡ mà. Đây. Đấy chị ạ, quần đùi đấy ạ. Đấy, 100.000 một bộ các chị yêu nhá. 100.000 một bộ các chị lên đơn. Để chị ạ, chọn màu, chọn size vừa giúp em với. À, Q1 còn chị Nhung Hoàng ơi, nhưng mà không biết là bây giờ nó còn size gì á. Không biết bây giờ còn size gì luôn. Rồi em đây nào, không tiếp cho các bác luôn này. Đây. Mã này thì em còn mã này chiếc. Để chị ạ, toàn hàng đẹp cho các chị luôn. Mã này là mã K19 á. K18 lên rồi. K18 đấy là bộ lỡ nhưng không nên thử bộ lỡ bây giờ đó. À, đây là K18 à? Ừ. Không biết là còn size gì đây. Chủ yếu là size to nha mọi người. Nói chung là chủ yếu còn size to nhá. Đấy chị ạ, K18 em chủ yếu là còn size các chị dưới 65 cân. Nói chung là trên 50 cân. Đấy chị ạ, trên 50 cân đến 65 cân đổ về các chị comment là K18 á. K18 và lên số điện thoại cho em. 79.000 một áo ạ. Được chưa? 79.000. Các bác nhanh tay cho em mã này nhá, tại vì em còn sót cọc lẻ size ạ. K18 ạ. Kèm thơm màu một số điện thoại. Chị ơi, nó mắc cái mắc sao vậy? Ok chị ạ. Đính đá nhá các chị ơi, 80.000. K18 ạ. Đây em đang mặc là màu trắng này. Màu đen này các chị này. Đấy chị ạ, màu trắng màu đen cho em này. Màu đỏ, đỏ còn một chiếc duy nhất. Chị đưa cho em cái cọc ở trong kia con này. Cái cọc đấy khác. Cọc đấy khác được. Để em tí lên mã khác luôn. Đây màu đỏ em còn đúng một chiếc thôi ạ. À, bò boy á. Em thích bò boy à? Bò boy rồi đang sale rẻ bèo. Đây. Các chị nhìn cho em dòng này. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái này còn một chiếc màu đỏ thôi. Đỏ này là chắc là size XL đúng không? Size XL. Đấy, đen này. Phê tích luôn. 80.000 một chiếc. Đấy chị ạ, 80.000 đồng một cái. Mã này là K18 đúng không? K18 hôm nay con này về bán bao nhiêu rồi? Ok chị ạ, K18 các chị lên đơn. Màu đen thì như vẫn còn MLX cái sao ấy. Dưới 65 cân. Cứ dưới 65 cân các chị lên đơn. Ok chị ạ, K18 mặc kèm số điện thoại này. Đây size nhỏ này. Có bụi thế nhỉ? Ok chị ạ, K18 mặc kèm số điện thoại cho em ạ. 80.000. Còn sót một cặp đấy thôi các chị nhá. K18. Cháy máy đi. Con K19 thì cho em. Đấy chị ạ, K19 này. Cũng 80.000 một chiếc luôn. Màu trắng, màu xanh, màu đen, màu ghi. Đỏ hết nhá, đỏ còn một chiếc thôi ạ. Chanel. Đấy chị ạ, các chị comment là mã là K19 ạ. 80.000. Ôi, chất phông nó mắt lạnh luôn. À, Lâm Tăng Hoàng có. Ok, Thanh Thanh này. Các chị cứ lên số điện thoại đi. Em không đọc tên luôn. Bởi vì lúc nào lọc đơn trên máy thì chị nào có số điện thoại là nó có hết. Mỗi là K19 cho em. Dám này chị thoải mái đi 65 cân. Thoải mái đấy, chị mình đi 65 cân. Đây màu đen này. Trắng, ghi, xanh. Đỏ hết nha, đỏ còn mỗi một cái nữa. Đủ size MLX là các chị đến 65 cân. Đấy chạy đến 65 cân đổ về em sẽ giúp các chị mức giá là 80.000 một chiếc ạ. 80.000 đồng. Hàng cuối zip cho em, hàng trước hàng 200 mấy ấy. Hàng 200 mấy là sản có 80.000 này các chị này. Đây là màu ghi xám các chị nhá, màu ghi xám cho em ạ. K19. Đây. K19 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp nhỉ. Chất xuống mà mát lạnh luôn. Đùi bò á, đùi bò em còn có mấy chiếc. Hết sạch rồi chị ạ. Giờ này em cũng còn đùi bò và em không nhập hàng nữa ấy. Chị Nguyên ước với ok K18 này. Ba lỗ còn Trần Bội ơi, nhưng mà em ở thành phố Hồ Chí Minh làm sao ship được hàng? Đang ở chỗ vùng dịch thì không ship được đâu gái yêu ơi. Chưa ship được. Hôm nay cần 4.000. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng cái này, làm sao ship được em? Đang điểm nóng. Đây. Đây còn Mochino gấu cho em xem luôn này. K20 con gấu đẹp quá. Thì chắc các chị lên mã hàng K20 và kèm số điện thoại cho em có đen xanh trắng. Đen xanh ngô trắng cho em K20.
Ok chưa ạ? Chị Ngọc Anh có ạ, chị Vân Nguyễn có ạ, chị Thị Hường Nguyễn rồi. Ok, chốt đơn. Con này tất cả cái biển vào đính đá cho em, một đá ép rất là chắc luôn. Đấy, dịch quá mà không biết nó khi nào mới ổn. Năm nay còn căng hơn năm ngoái. Năm ngoái vẫn còn nhúc nhắc được, nên năm nay gần như đóng băng đấy. Cho nên là năm nay cái gì nó cũng rẻ. Đấy chưa ạ? Thế là quần áo rồi là cái gì cũng rẻ luôn. Như mỗi năm những cái áo không của lốp tốt như cái mẫu này em đang bán này, nhập vào toàn 150, 140, 160. Mà năm nay bán ra em xả các chị có 100.000 một cái. Đấy chưa ạ? Mã này các chị coi là K20 ạ. K20 cho em 100.000. Các chị nhá, em đang còn đen xanh này trắng. Đen xanh trắng của mã hàng kia là K20. Nói chung là xanh trắng còn ít, còn chỉ là còn màu đen thôi. Con này là dáng của lốp tốt các chị tầm 55-56 cân đổ về. Thì chạm 55-56 cân đổ về, mã hàng cho là K20 và kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 một chiếc. Mạng nguyên có, ok chị Trần Doanh, ok thức nôn. Để các chị nhìn cho em này. Toàn phong hàng Quảng Châu nhá, chất nó đẹp, các chị nhìn cho em cái cổ này. Bọc viền hết cho em như này. Chất nó tanh, chất và chất cực kỳ luôn ạ. K20 cho em màu trắng ạ. Màu trắng này, màu xanh, màu đen, ba màu cho em. Chị ơi, cái này có theo không? Không có đâu. Còn treo thì khỏi bóc ra. K20. Chị nào thích crop top thì các chị mặc cái dáng này trông nó trẻ. K19 màu đen, chị đưa cho em K19 màu đen cho em xem, cho khách xem được. Đây. Mã này là K19 màu đen đấy chị này. Được chưa? K19 màu đen. Được chưa? K19 màu đen là mã này đi ạ. Đấy. Này chị ơi. Con này là K20. Xanh đen trắng ạ, ba màu nhá các chị nhá. Dưới 57 cân ạ, dưới 56-57 cân các chị chốt mã này cho em ạ. Chị Huyền Trang có này. Chị Nguyễn Hà lên lại số điện thoại cho em ạ. Áo ba lỗ và kèm số điện thoại nhá. Chị Sinh Cúc ok. K19 thì nó là cái áo có cái kính nhá chị. Còn con này là K20 mà. Con này mới là K20. Các chị để ý mã của em với. K18 thì nó có hình chữ Fendi. Còn K19 nó là cái chữ Chanel. Còn K20 là cấu Moschino các chị này. Đấy chị ạ, cái màu đẹp quá này các chị này. Màu bên ngoài xanh của nó xanh đậm hơn trên line nhá. Xanh đậm hơn trên line, cái màu trông rất là đẹp luôn. Nhìn cái màu của nó trông đã mát rồi ấy. Form này là một size, chị ơi không có size L hay là ML, SM gì đâu. Free size nhá, form này là một hàng một size và 40 cân, tầm khoảng 55-56 cân đổ về em chốt mã này. Đấy chị ạ, K20 cho em qua mẫu này. Tư ghi này các chị này, mông tư ghi nhá, cái này em còn sót hai cái, con này được, hiện tại bây giờ giá sỉ vẫn là 200 mấy, giá buôn ý. Cái này đấy, cái kia cái bộ lụa ấy, cái bộ lụa quần đùi ấy. Đây các chị này, comment mẫu này là K21 cho em, còn đúng hai chiếc màu vàng, chị nào lấy lên đơn ạ, cái này là mông tư ghi thông hơi nhá, mông tư ghi thông hơi cho em ạ, không có cổ như em lúc đấy em bán rồi chị ơi, không có cổ bán từ lúc nãy rồi. Ok chị ạ, mẫu này là K21 à? Mẫu này K21. Còn đúng 2 chiếc lẻ chị lấy nốt thì các chị lên đơn mẫu này K21 cho em 180 ạ. Để chị ạ, K21 cho em 180.000. Còn đúng 2 chiếc duy nhất thôi. Các chị nhìn cho em mắt hoa cúc này. Được chị ạ, những cái dòng này vào thị trường nhá. Vào mùa ấy, các chị toàn mua mức giá là trên dưới 300. Trên dưới 300.000. Được chưa ạ? Ngày hôm nay tặng các chị mức giá là 180.000 đồng một áo, còn đúng 2 chiếc lẻ. Chất này lết chất len mông tơ ghi nha các chị nhá. Mông tơ ghi hiện tại bây giờ là cái mẫu này các chị về mặc luôn này, tại vì dòng này dòng không hơi. Mặc nó chất nó mặc nó nhẹ, nó mát mắt. Nó không bị nóng nữa. Được chưa ạ? Dòng mông tơ ghi cho em. Con K21 này. Không có cổ đằng sau á. Có cổ đằng sau là mã bao nhiêu chị nhỉ? Mã này này. Không có cổ đấy mà mã K7. K7 chị ơi, con này là K7. Để chị ạ, chọn màu chọn size vừa. Không có cổ là K7, chọn màu chọn size vừa đấy ạ. Rồi K21 em qua mẫu này, còn đúng 2 chiếc thôi ạ. K20 là 100.000 chị ơi.
K20 là cờ lốp tốt là 100.000, còn con này là motor ghi cho em K21 ạ, còn sót 2 chiếc. Để chạy 180.000 ạ. Những cái bộ này cho em. Chị không phân màu ạ. Toàn bộ là hàng cao cấp cho các chị này. Được chưa? Nó là dòng bộ lụa. Nó là dòng bộ lụa. Hàng loại 1 các chị nhé. Ngoài thị trường nó có rất là nhiều loại luôn ạ. Bộ này dòng thị trường vẫn đang bán là hơn 300.000. Được chưa? Dòng này thị trường vẫn đang bán là hơn 300.000 đồng. Các chị nhìn xem một set bộ như này cho em này. Được chưa? Các chị cứ dưới 60 cân. 45 46 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn. Mã này các chị lên cho là mã gì nhỉ? Ca bao nhiêu? K22. Cái này chị xem còn mấy bộ. Nhìn cái quần của em rồi nhá. Áo thì có màu ấy nhưng mà quần nó sẽ khác nhau. Quần nó sẽ màu khác nhau đấy. Quần đấy là quần đen à? Đây này, đây là quần đen này. Nó có cả quần xanh nhá chị này. K22 đúng không? 150 một bộ. Bán lộn quần nhá. Chị, các chị nhìn cho em này. 150.000 đồng bộ. Các chị lên cho là K22 em thanh lý luôn nhá. Để chạm 150.000. K22 ạ. Dưới 60 cân em chốt mã này. Cứ dưới 60 cân em chốt đơn mã này cho em, cho các chị luôn này. Nó là dòng áo lụa. Đang có mấy bộ? Mấy bộ? Được chưa? Quần của nó như này. Được chưa? Màu em đang có một quần màu đen và quần màu xanh, quần màu nâu. Quần đen, quần xanh, quần nâu các chị lên cho là K22 cho em. Đây là quần nâu này. Đấy, nó có mấy màu quần khác nhau các chị nhá. Quần là quần chun K22 ạ. Để chạm 150.000. Em thanh lý luôn các chị, 150 một bộ như này các chị này. Nó có nhiều cái màu quần lắm. K22 có nhiều màu quần các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ hàng xịn nhá các chị nhá. Để chạm toàn bộ hàng xịn. Tại vì ngoài thị trường nhá các chị ơi, nhiều nhà nó đăng ảnh lên ấy. Nó đăng ảnh lên là một loại, nhưng mà khi mà người ta gửi cho các chị nó sẽ là hàng của hàng nhái, hàng gia công ấy. Cái bộ này em nhập vào giá cao hơn giá ngày hôm nay em bán lẻ ra rồi, tại vì giá này em thanh lý ạ. Giá em thanh lý luôn, các chị nhìn cho em này. Những cái dòng này toàn bộ là dòng mã lụa tắt sườn cho em. Để chạm các chị nhìn này. Ok chưa ạ? Đấy, em vừa bán vừa tặng các chị nốt 150 nhá các chị nhá. Quần này em có màu quần đen này, quần nâu này, quần xanh này, quần màu gì nữa ấy? Màu cam. Màu cam nữa. Nó có nhiều cái màu quần khác nhau luôn nhá các chị nhá. Đây, các chị nhìn cho em này, từ xịn từ cái túi trở đi luôn ấy, K22 đúng không? Cái quần này toàn màu cam này. Để chạm quần nó có màu cam đậm cho em. Ok chị ạ, K22 và kèm số điện thoại cho em 150.000. 150.000. Quần đen này. Có là quần xanh này. Đấy, cho các chị xem mấy cái màu quần của nó ở bên trong các chị nhá. Quần nó mềm nhũn luôn. Đấy chị ạ, quần sờ mềm mát, chất nó sướng. Mã hàng chưa là K22. K22 này. Còn mấy bộ này. Áo mặc đã áo lụa nó mặc rất lạnh luôn. Đây con này là K23. Khác nhau à? Con này K23 cho em. Con này đẹp quá này chị Hoa này. Này. Nguy xịn chua các chị ơi, K23 cho em. Toàn bộ dòng ở trước là 300 mấy một bộ. Con này tao này. Ôi sao nó xịn vậy trời à các chị. Nó đẹp vậy, toàn bộ 300 mấy. Con gì nó đâm được rồi, mình bộ K23. Cái này em có 3 bộ đấy nhá. Chạy có đúng 3 bộ thôi. Áo này là không form rộng. Đấy chạy áo form rộng và form áo này là form dấu quần. Đấy, còn quần này các chị nhìn cho em này. Ôi lại còn form to mới sướng như chị này. Đấy chạy form lại còn form to mới thích chứ. K23 cho em. Đấy chị ạ, 150. Giá này giá tặng đấy. Nếu chị nào có ôm hết thì các chị ôm về bán. Giá này giá bán shop. Các chị toàn bán giá là 300 mấy một bộ ấy. Hơn 300 nghìn một bộ luôn. Cái này em còn shop 3 bộ, em sản ốp 150.000. Mã hàng các chị có gọi là K23 phải không chị? K23 kèm số điện thoại cho em ạ. Áo lụa ấy các chị nhá. Nhưng mà chất kim bóng hay là chất gì đâu. Nặng kém đúng không? Đây form này áo là form dấu quần. Đấy chị ạ. K23 các chị lên đơn ạ.
còn 3 bộ đấy ạ. Đấy, áo là form rộng dấu quần đấy các chị nhá. Form rộng dấu quần của áo cho em ạ. Còn quần nó là quần đen hết đúng không? Toàn bộ là quần đen hết ạ. Ca 23 cho em 150.000 một bộ. 150.000 đồng một bộ cho em. Ca 23. Chị Thanh Thanh ok, chị Hồng Thu. Em còn sót đúng 3 bộ thôi nhá, hàng xịn nhá. Các chị nhìn cho em cái tác mác của nó rồi là toàn bộ như em là dòng mác lụa tác sườn như này. Các chị nhá, hàng xưởng không có đâu. Hàng xưởng không có những cái dòng như này. Đấy, mà chất nó không được mát như này đâu ạ. Mặc gọi là nhẹ tây nhưng không mặc gì luôn ấy. Rồi em qua luôn ạ. À, chị là fan cứng của shop này rồi, chị đặt cho 4 nhân viên của chị mỗi người một bộ nhé. Rồi, mã này là K24 cho em. Đấy chị ạ, K24 này. Các bạn nhìn này, đẹp nhờ. Từ cái bộ của nó cũng xuống rồi, K24. Quần của nó là quần xanh như này, quần xanh đậm cho em như này. Đấy chị ạ, K24 các chị lên đơn nhá. Đấy chị ạ, 150 ạ. 150 một bộ này. K24 vừa kèm số điện thoại cho em. Cái form này là áo này là form vừa. Nhẹ tênh luôn, K24. K24 vừa kèm số điện thoại cho em này. Quần của nó sẽ là theo cái tông màu hoa hoa của áo ấy. Đấy, cái tông màu xanh lá của áo cho em này. Ok chị ạ, K24. Các chị làm vài bộ lụa này mặc cho xuống. Chị ạ, 150 một bộ. Và đợt trước giá đợt đầu của nó là hàng hơn 300. K24 các bác nhá. Toàn mẫu luôn các chị một cái mã tiếp theo. Chị ơi bỏ lại nhé. K25 mà kèm số điện thoại cho em còn vàng nâu đen 3 màu các chị nhá. Xịn sò luôn ạ. Vàng nâu đen 3 màu các chị nhìn cho em những cái dòng tác mác này. Quá đẹp luôn ạ. Con này em sẽ có ra các chị dưới 65 cân ạ. Dưới 65 cân. Đấy chạm K25 đúng không? Chị 100.000 một cái. Để trả giá kỷ niệm luôn các chị yêu, 100.000 một chiếc. Chất phong này toàn bộ hàng không Quảng Châu cho em này. Để trả em nó có vàng, nâu đen 3 màu. Chất sướng lắm các chị ơi, 100.000 một cái. Em còn tầm khoảng chục cái các màu. Để trả còn tầm chục cái các màu luôn. Đây các chị nhìn này. Chất sướng này các chị yêu. SM 2 size ạ. 2 size SM. 65 cân đổ về các chị, từ trên 40 cân đổ lên nhá các chị nhá. Trên 40 cân thì 65 cân đổ về em chốt mã này. Cái mã này không có hàng treo. Đây là cái phụ kiện của nó này. Đấy chị ạ, phụ kiện của nó luôn ạ, K25. Quần chị mặc có bán mà em. Nguyễn Linh nhá. Nâu nếu mà em 45 cân lấy size S thôi, không có đấy không phải. Chất mịn mịn luôn. Đấy chị ạ, hàng chất nó đẹp như thế này mà các chị. Nó không phải là hàng chất zip đâu. Chất co giãn mặc thích. Mà chất nó mát lạnh luôn ạ. Mã này là mã K25. 100.000 một cái cho xuống. Hàng của nó là 208 giá cũ. Hàng 280 giá cũ. Bây giờ em xả các chị 100.000 cho thích nhá. Cho nó hết hàng các chị này. Ok chị ạ. K25 đúng không? Nâu, đen, vàng 3 màu. Để chạm nâu đen vàng 3 màu cho em con K25. Nhìn tác mác cho em chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Để chạm chuẩn hàng Quảng Châu. Một con bò à. Đâu em. Nâu là nâu chứ. Có một màu nâu này thôi. Chứ không phải có màu nâu với màu bò đâu. Quần có size S không? Quần có size 25 là size nhỏ nhất đi gái ơi. Em mặc size 25 là em vừa luôn đấy. Comment bị ẩn đấy. Em cứ phải kéo cái màn hình. Đấy chị ạ, màu này màu nâu này, màu đen đây. Đó, chị nào lấy màu đen thì các chị lên cho em màu đen nhé. Màu đen của mã hàng K25 này.
Ok không ạ? K25 và lên số điện thoại cho em. Màu đen thì chị la hơi khó, nói chung là màu vàng với màu nâu là lên la các chị nhìn rõ hơn. K25 và kẹp số điện thoại ạ, 100.000 một chiếc. Đấy chứ ạ. Không có cổ sao em lên rồi chị? Vũ Nhật Nam rồi, ok. Đây chị nhá, 3 màu cho em. Nhìn nào nó đẹp dã man luôn này. Đấy chứ ạ, 100.000 một cái. K25. Còn 2-3 con không lụa này, K26 này. Đấy chứ ạ, 3 hình họa tiết khác nhau. Đấy, mã hàng trên là K26, 100.000 một cái. K26 em sell nốt 100.000. Điều lấy comment là K26 và kèm số điện thoại cho em không lụa nhá. Không lụa trên là mã hàng K26. Con lụa này mã hàng K26 này, các chị trên 50 cân đổ lên chốt nhá. Trên 50 cân K26 100.000 sale nốt này các bác. Chiến luôn con này thì còn có 3 chiếc. Để chạm K26 cho em. K26 có kèm số điện thoại ạ. Size L các chị từ 50 cân đến tầm khoảng 55-56 cân ạ. XL là các chị dưới 65 cân cho em. Cái này em còn 2 chiếc này. 2 hình khác nhau để size L. Để chạm con này là size XL. Đấy, mã này là size XL trên màu nâu. Còn hai cái màu trắng này thì nó là size L nhá. Còn màu nâu này là size XL. K26 ạ, 100.000 một cái. 100.000 đồng, chất đẹp. Đấy chứ ạ, K26 có kèm số điện thoại cho em ạ. Còn 3 chiếc. Đã hết này. Cái sao này nhà mình hết à? ML này, nói chung là màu vàng này, họa tiết khác nhau các chị nhá. Đấy, màu vàng size L này, con này XL này. Cái chạm màu vàng tranh nó là size L, còn cái này là XL, dưới 65 cân mã này cho em. Có con màu trắng. Màu trắng này em còn một chiếc này. Đấy chưa ạ? Em tặng các chị nốt là bao nhiêu tiền ạ? 100.000 một cái các chị nhá, 100.000 một chiếc. Mã này các chị coi là K27. K27 và kèm số điện thoại cho em 100.000 đồng. À con này phải nó. Đúng không? Khác nhau đây này. Mỗi màu nó một hình thì chạm 100.000. Đấy chứ ạ, K27 đúng không chị? Đó, nó lẻ các chị nhá, mẫu lẻ cho em. Đây còn nữa. Mỗi màu nó còn một cái. Đây còn nữa. Đấy. Các chị nhìn này. Toàn hàng chất đẹp luôn ạ. Xem cái nào size vừa các chị lấy nhá. K27 đúng không? Ừ. 100.000. 100.000 một cái. Hàng trước giá cũ của nó hàng 200 mấy các chị này. Được chưa? Rẻ nhất thì em được trước là 200.000 đến 199.000. Bây giờ xả 100.000 một cái. Được chưa? Màu đen, màu vàng. Màu đen, màu vàng trắng còn một chiếc các chị nhá. Chứ là còn đen thôi. Mã hàng các chị coi là K27 phải không chị? Ừ. 100.000 ạ. 100.000 đồng con K27 cho em. Cái ngày mai xem có tay nào vừa thì các bác lấy nhá. Toàn hàng đẹp thế này luôn. Được chưa? Toàn hàng đẹp. K27 cho em. Đây không váy MV này em còn vài cái thôi. Không váy của hàng MV này em còn có vài chiếc các chị này. Để chạm K28. Và các chị comment là không váy cho em. Không váy vào kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 một cái này. Em tặng các chị nốt 100.000. Ok không ạ? 100.000 đồng một chiếc. Để chạm mã hàng cho em là K2. À ok. Không váy cho em ạ. Không váy cho em là màu hồng này. Không váy màu hồng này. Đấy. Các chị nhá, màu hồng thì có thể là bây giờ các chị chọn cho em cái size là các chị vừa thôi. Hầu như bây giờ nó chỉ còn size S thôi ạ. Các chị dưới 50 cân cho em. Các
Các chị nào dưới 50 cân các chị chốt nhá, 100.000 đồng em vừa bán vừa tặng luôn. Hàng mã này không phải trước, cái giá đợt đầu tiên của nó là hàng của nó 370-380. Đấy, bây giờ chỉ dưới 50 cân em mới chốt thôi nhá. 40 cân đến 50 cân thôi, màu trắng cho em này. Đỏ với em còn một chiếc này. Đấy chị ạ, 100.000 một cái. Mã hàng chỉ là phông váy ạ. Phông váy 100k và kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, phông váy 100k và kèm số điện thoại cho em. Đây các bạn này, đẹp nhỉ. Đấy chị ạ, phông váy 100k và kèm số điện thoại ạ. Còn chưa đến chục cái. Đấy, 100.000 một cái. Phông váy của hãng MV cho em. Petit luôn. Đấy chị ạ. Đấy, chị nào đã nhận được phông váy chưa? Cho em xin một cái feedback xem nào. Chất nó đẹp nghiên man như này. Chứ mà chọn cho em cái size vừa, chủ yếu là còn trắng với hồng thôi. Chủ yếu là còn trắng hồng, màu đỏ ấy, em còn một cái. Đỏ còn đúng một chiếc thôi ạ. Mã này chị vừa đưa cho em một cái, chị treo ở trên kia phải không? Mã này là K29, à K28 hay K29? K28 đúng không? Có này là K28 cho em, 100.000 một cái. Để chị ạ, K28 mà kèm số điện thoại cho em. Không còn size to của mã không váy đâu chị ơi, hết sạch rồi. Đúng, chuẩn luôn. Ok không ạ, mã này em còn size M của màu trắng nhá. Còn các mẫu màu khác thì em còn size S. Sale 100.000. Được chưa ạ? Mã này các chị yêu lên cho là K28 ạ. 100.000 đồng form các chị dưới 65 cân. Form này các chị dưới 65 cân các chị chốt vừa cho em ạ. K28 mặc kèm số điện thoại cho em ạ. Xả 100.000 một chiếc. Được chưa ạ? Em xả 100.000 một chiếc ạ. Có này là K28 ạ. Bàn chải đánh răng em còn chị ơi. Còn có 3 hộp bàn chải đánh răng cho em 100.000 một hộp chị nhá. Bàn chải đánh răng là 100.000 đồng ạ, một hộp bàn chải cho em ạ. Mỗi em có nâu tây cái chị này. Màu nâu này. Được chưa ạ? K28 màu nâu, K28 màu trắng ạ, màu vàng, màu hồng, màu đen. Màu vàng, màu hồng, màu đen ạ, K28 cho em ạ. Sale lúc các chị yêu 100.000 một cái chị nhá. Hàng đó là hàng trước là hàng 280. Bây giờ em xả luôn 100.000 cho nó gọn hàng các chị này. Xeo luôn 100.000 đồng ạ, chất sướng, chất đẹp luôn các chị yêu ạ. Mã hàng cho là K28 ạ. Chọn màu, chọn size vừa. Quần em mặc nó còn size nhỏ đâu chị ạ. Quần em mặc chỉ còn size bé. Đen còn 2 chiếc màu đen, 3 chiếc màu đen ạ. Hồng còn 2 chiếc này. Đấy còn được chủ yếu là màu trắng. K28 ạ, 100.000 ạ. Rồi chị Tuyết bán rồi, ok, chốt vàng gộp đơn. Nâu tây, chị nào đến nâu tây các chị lên đơn này. Chất nó đẹp nguyên man như này luôn ạ. Đói, K28 nhá các chị nhá, 100.000 một cái ạ. Váy 55 cân nếu mà còn size L ấy vừa. Không còn size L. Ok Nguyễn Dung nhá. Mã này là K18 cho em ạ. K28. K28 ạ. K28 100.000 một cái ạ. K28 100.000 này. Quần bò baggy này các chị này. Đấy chị ạ, quần bò baggy cho em. Ba size SML.
này đẹp quá này các bác ơi. Trời ơi này, em mặc thử lên cho các chị xem luôn nhá. Chị dã man luôn, các chị nhìn cho em con quần này. Em lại quên lãng luôn cái quần này. Đẹp nhở, quần bò boy cho em này. Xuất sắc. Các chị mã này các chị comment cho là mã gì nhỉ? Bò 2 đi, bò 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. 200.000 một quần nha các chị nhá. 200.000 đồng một quần hàng Việt Nam xuất khẩu cho em ạ. Em cắt cái khuy để em cài cho các chị xem cái dáng quần của nó, tại vì là cái dáng này lên form nó cũng rất là ôm cái bụng của mình luôn, tại vì là cặp cái cặp của nó là cặp hai khuy bản to. Em nhập về em không biết là quần nhà mình này mà anh có em anh còn chưa bán bao giờ. Đây cái màu cũng đẹp, màu nhìn sang. Bò 2 trên là 200 ạ, có size SML các chị 40-60 cân nhé các chị nhá. Mã này có size 40 cân hay 60 cân này, em mặc size M rồi. Được chưa ạ? Mã này các chị lên cho em là chị đưa cho em. Cái này có rách nhưng mà đắp lót cho em nhá. Rách có đắp lót cho em ạ, không bị lộ thịt này. Mã quần này các chị comment là bò 2 cho em. Size dưới 60 cân là SML, em có 3 size. Form đẹp nhỉ. Được chưa? Dáng boy cho em này. Có là dáng kiểu là kiểu quần chín tấc ấy, nó sẽ trên mắt cá chân. Bò 2 cho em 200.000. Co giãn thoải mái. Được chưa? Bò 2 co giãn thoải mái luôn. Chất đẹp nhá các chị nhá. Mẫu này là mẫu mới ra đấy ạ. Mẫu mới ra. Các chị đi với giày thể thao cũng đẹp và các chị đi với giày cao cũng đẹp. Bò 2 cho em ạ, tuyết bá rồi ok. Đây ạ, 3 size SML nhá các bác ơi. Có 3 size là size S, size M và size L luôn. Chị xem quần này hôm nay về bao nhiêu gì đấy. Trời ơi các chị này, xịn đét luôn. Ok không ạ? Cho các bác xem gần luôn nhá. Cái này mà bụng chị nào to là sẽ không lộ bụng đâu, tại vì là cặp này là cặp to này. Đấy, cặp to cho em ạ, khoe dáng cực kỳ luôn, nâng mông. Đấy chị ạ, nhìn trông cái này trông nó rất là hách chân luôn các chị nhá. Quần bò này chị này, trông hách chân. Đấy, mặc với lại là chị đưa cho em một con áo crop top đây. Cái con này mặc với crop top thì từ lúc nãy giờ là mặc quá đẹp luôn. Đấy chị ạ, quần bò này em mặc các chị xem với lại kết hợp với lại áo crop top luôn nhá. Đi giày thể thao luôn, quá đi. Đấy. Quần này bụng chị nào mà bụng béo ấy, để chặn sệ bụng nó các chị nên mặc cái quần cạp to cho em. Và em lên với con cốc trắng của London này. Đúng ạ. Bò 2. Em để sợ hôm nay về quần bò 2 này ít quá thôi. Để cái dáng này đẹp. Quá này. Để chặn mặc cái cổ lốp tốt cho các bác xem luôn. Áo này là mã bao nhiêu chị? K29 đâu? K29 cho em. Trời ơi các chị ơi. Được chưa? K29 ạ. À. Áo có size các chị từ áo phong các chị tầm 56 cân đổ về. Được chưa? 56 57 cân ạ. À. Áo là 100.000 một chiếc các chị yêu. Được chưa? Áo này em đang sale 100.000. Nó đang còn đen này. Đen trắng đỏ xanh nhé các chị nhá. Đen trắng đỏ xanh của lốp tốt cho em ạ. À. Chưa mã này có treo hàng đấy. Đúng không? Nhưng mà này có treo. Mã này là K29 cho em 100.000 một áo. Quần là 200 ạ, quần là bò 2 cho em là 200.000. Áo là 100.000 ạ, áo là K29. Áo là K29 cho em ạ, triệu trang rồi ok ạ. À, có loại không rách mà chị Bách Thiên ơi, tí lên bạn loại không rách sau nhá. Còn đây là loại rách rách xương xước một tí nhưng mà rách này nó sẽ không hở thịt và có đắp lót bên trong. Cái chỗ hơi xước thì nó sẽ không có đắp lót nhưng mà cái chỗ rách này nó có lót bên trong này. Không bị hở thịt.
Đấy, chị yêu lấy comment là áo là K29 ạ. K29 cho em 100.000 một áo. Em sale 100.000. Đây các chị này cho em vào màu xanh này. Đen trắng vàng. À không, không có vàng đúng không? Xanh đen trắng đỏ. Xanh đen trắng đỏ. Được chưa? Xanh đen trắng đỏ cho em 100.000 một áo. Áo này là K29 á. Các chị chọn màu cho em nhé. K29 chọn màu này. À, quần em mặc có chị Nguyễn Hà ơi, quần em mặc là bò 2, đẹp lắm chị lấy đi này. Tại vì hàng này hôm qua nó về hàng nhưng mà em quên em chưa bán. Ngày hôm nay mới dở ra đấy. Ngày hôm nay mới dở ra mà chắc chắn cái quần này em cắt khuy là em để lại em mặc rồi. Lên form đẹp quá. Mà trông nó kiểu dáng thể thao ấy. Đấy chứ ạ, kiểu dáng nó kiểu hơi nghịch nghịch một tí. Xong là các chị mặc cái crop top này, đi thể thao nhìn quá đẹp. Nhờ. Đẹp quá này, trông nó kiểu nó trẻ trung với khỏe khoắn. Đây, dáng kiểu là dáng boy cho em cho nên là nó không bị ôm, nó ôm sát quá đâu. Nó kiểu nó thoải mái. Thế chạy chị Trang Hoàng rồi ok luôn ạ. K29 đúng không? K29. Thử con xanh xem nào. Con xanh có hàng không? Con xanh có đúng 3 chiếc thì em cứ lên cho các chị xem cái màu xanh này. Xanh đen đỏ trắng. Thế chạy xanh đen đỏ trắng cho em ạ. K29. Ôi các bác ấy cứ gọi là mê ly luôn. Đấy chứ ạ, cứ gọi là mê ly luôn ạ. Chị Thúy Quân rồi ok ạ. K29 này 44 cân quần có vừa size S chị. Có SML 3 size. Các chị cứ từ trên 43 cân đổ lên đến dưới 60 cân đổ về. Các chị chốt mã quần này cho em. Thế mai phải về bù hàng gấp con quần này. Quần này lên form mặc đẹp quá. Thực sự luôn đấy ạ. Quần lên form mặc quá đẹp. Nhiều khi là hàng Quảng Châu là cái form mà con không lên đẹp như này luôn ấy. Đây là hàng Việt Nam xuất khẩu các chị nhá. Quần này quần hàng Việt Nam xuất khẩu cho em. Đấy, hàng nào hàng Quảng Châu em nói luôn là hàng Quảng Châu. Còn hàng nào hàng Việt Nam em sẽ luôn các chị hàng Việt Nam. Cái quần này là hàng chọn đấy. Đấy chị, hàng Việt Nam nó có rất là nhiều loại ấy, vô giá. Hàng xưởng loại rẻ có 100.000 cái có, mà có loại 70-80.000 cũng có. Nhưng mà cái hàng Việt Nam nhiều khi em lấy em phải chọn đấy ạ. Em phải chọn chất. Quần bò 200.000 chị ơi. Giá thị trường đang bán lẻ là 250-280. Thế chạy thị trường bán lẻ từng cái này một là 228. Nhưng hôm nay em chỉ về tầm khoảng là 10 giây thôi. 10 giây còn tầm là 30 quần. Đấy, nó tầm khoảng 30 quần này thôi. Không có nhiều. K29 chị 65 cân mặc làm sao vừa. Mã này là form nhỏ và chị dáng lớp tốt này. Các chị nào người eo eo nhỏ nhỏ các chị mặc được. Chứ còn là em chốt đến tầm 57 cân thôi. Tầm 57 cân các chị dưới 60 cân hoặc là dưới 60 cân thôi. Người chị nào người cao người gọn ý, các chị dưới 60 cân các chị mặc được. Còn người chị nào bụng to mà béo bụng ý, thì các chị tầm khoảng 55-56 cân đổ về thôi. Ok chưa, đây em 54 cân này. Cao 1m58. Hiện tại em mặc cái áo này là em thích mặc cái dáng ngắn ngắn như này. Xong em mặc quần cằm cao ý, mặc nhìn trông nó trẻ á. Áo này là K29 nhé các bác nhé. K29 chọn màu cho em ạ. Trắng đỏ đen xanh. Trắng đỏ đen xanh K29 nhé. Nhiều lắm. Con này đủ số lượng các bác chốt luôn. Giá này là giá thanh lý rồi. K30 em lên các chị một con áo mông tôi ghi nhá. Còn 3 chiếc sót này. K30. K30 dòng hoa cúc cho em ạ, 190 cho các chị nhá. 190, mã hàng tên là K30 và kèm số điện thoại ạ, mã này này. K30 cho em. Ok không ạ? K30 cho em này. Hôm nay các chị tầm ở dưới 60 cân, 60-62 cân ạ, 190 ạ. 190.000 ạ. Chất len mông các chị nhá. Len mông tơ ghi cho em ạ, K30. Quần bò 2 chị ơi, ok chị Nguyễn Thị Uế ạ. Chân váy 50k hôm qua em có đấy chị. Chị cứ lên chân váy 50.000 đi. Ngày mai nhân viên thì em đi chốt cho. Quần mã bò 2 chị ơi. Quần là mã bò 2. Đấy comment em còn không đọc lại comment mà đã qua rồi này. Chị Nguyễn Hà ấy này. Chị Mộc Miên ơi, chưa ship được. Thành phố Hồ Chí Minh còn ngày nào cũng có ca gia tăng. Cái này làm sao mà ship được. Em muốn gửi hàng lắm chứ muốn bán hàng cực kỳ luôn, nhưng mà những cái vùng dịch như thế, Hồ Chí Minh đang là Sài Gòn, Hồ Chí Minh đang là điểm nóng như thế này, làm sao mà ship được à chị? Người ta còn đang phong tỏa, trừ khi đi ra ngoài mua thức ăn thôi, chứ còn
nhìn ship hàng đến nơi thì không đến, không vào được ấy. Đấy, nếu chặn chốt như thế làm sao mà vào được cả chị. Còn chỗ em thì vẫn hoạt động bình thường, bọn em vẫn gửi hàng, gửi hàng bình thường. Như cái đầu nhận ấy, quan trọng là đầu nhận người ta không nhận ấy. Chứ ai em cũng muốn bán hàng, em kiếm tiền chứ. Rồi K30 cho em, K30 cái này em còn trắng này, còn hai trắng, à quên, một trắng và hai cái màu tím. Bao nhiêu tiền chị nhỉ? Trăm mấy? Mắc hoa cúc về trong bụng toàn hàng 280-290 này. Đây các chị này, pha tay kẻ cho em như này. Chị cho em một mã len mông tơ ghi mà dài tay của cái mã cổ tim đó. Ok chị Nguyễn Hà, Mai Nam ok chốt K30. Để nếu mà khách lẻ bây giờ các chị, những cái mã lẻ này các chị vào phụ, các chị nhập đắt này. Ví dụ con mã hàng hoa cúc này các chị ở trong vụ ấy, đợt trước bọn em toàn nhập số lượng ít thì giá của nó sẽ là 290, 300 nghìn, 300 mấy. Đấy, bây giờ thì mình lấy thì mình được rẻ thôi. Tại vì đang thời điểm nó nóng như này mà bây giờ các chị nhập len mông được rồi, bây giờ bắt đầu là chuyển sang len mông đấy. Mông tơ ghi. Đây, mông tơ ghi dài này. Mã này các chị lên cho là K bao nhiêu nhỉ? K31 đúng không? K31 cho em. Khác. Mã này có 3 màu thôi. K31 cho em này. Các chị nhìn cho em chất mông này. Xịn luôn nha các chị nhá. Siêu đẹp luôn. Nó đanh chất lắm ạ. Nó không bị khô len. Mã này các chị comment là K31 ạ. Quần bọn em mặc 200.000. Chị Chiêu Tô Thủy ơi lấy đi. Với lại là mã này hôm nay em về được ít. Lấy thì nhanh tay chị nhá. Ưu tiên các bác chốt thì like trực tiếp ạ. Bọn em có xanh này, vàng và màu gì ạ? Xanh vàng đỏ 3 màu. Phong các chị dưới 60 cân nhá. Hôm nay các chị yêu nhà mình dưới 60 cân, K31 cho em ạ, 210.000. 210.000 đồng ạ. Các chị lên cái này cho em này, xinh lắm luôn đấy, 3 màu nhá. Màu vàng, màu đỏ với màu xanh. Vàng, đỏ, xanh 3 màu như này cho em ạ. Dưới 60 cân các bác chốt ạ. K31 cho em. K31 cho em 100, à quên 201 ạ. Dòng trong vụ này toàn bộ là trên 300.000 hết. Toàn bộ những cái dòng này vào trong vụ hơn 300.000. Mà chất len mông vừa như này các chị ơi, mua cái hàng này xuống này, chất nó đẹp và giá lại rẻ. 201 và các chị được sở hữu một cái dòng mác hoa cúc như này cho em. Đẹp lắm. Đấy chứ ạ, hàng thu đông. Đây các chị này. Trời ơi, trong vụ làm gì có giá này các chị. Trong vụ không có giá này luôn. Trừ khi là hàng xưởng nhái lại, những cái hàng kiểu hàng may nhái lại cái mẫu như này. Nhưng mà không có cái hàng hắc mác hoa cúc ấy đâu ạ. Đấy chứ ạ, K31 cho em. 201 à? 201 rẻ quá. Em thế luôn, trước trong vụ em nhập tầm 270-280 giá buôn. Đấy, dài tay này các chị nhá. Xịn lắm cái chất này. Sờ nó gọi là mướt tay luôn. Ô 10,5 được à? Đây ngày mai chị nào có lấy sữa tắm thì các chị lấy rồi đơn luôn nhá. Sữa tắm Pháp cho em ạ. 80.000 một chai. Nhưng em có màu hồng với lại màu tím. Màu hồng là mùi của dâu ạ. Và màu tím là mùi của hoa violet. Sữa tắm này lưu giữ hương thơm rất là lâu luôn. Và cái tắm xong là cảm giác như cái da của mình nó mềm, nó mướt. Đấy chứ ạ, nó giữ trắng da luôn các chị yêu ạ. Lên trên là sữa tắm nhé các chị nhá. Một chai này của nó sẽ là 750ml. Thế chị em mình dùng được khoảng là 3-4 tháng. Đấy, chị em mình dùng được khoảng 3-4 tháng luôn. Tại vì cái chất sữa này rất là đậm đặc luôn. Nó không bị loãng các chị nhá. Nó không bị loãng như dòng thị trường đang bán. Nói chung là nó sẽ có mấy loại đấy các chị ạ. Ok, chị Đỗ Thị Dịu ạ. Chị Thu Hà rồi, ok em chốt đơn. Con này các chị lên trên là sữa tắm ạ. Sữa tắm và kèm số điện thoại cho em. Một chai của nó là 750ml. Đấy chứ ạ. Dùng được khoảng 3-4 tháng luôn. Đấy chứ, em hay dùng cái màu tím đấy chị này. Đấy chứ ạ. Còn màu hồng này loại mới ra. Mới ra nó có mới ra cái mùi của màu hồng ấy thôi ạ. Còn đợt trước em hay dùng cái màu tím này các chị yêu nhá. Thơm lắm. Gọi là thơm thơm nhẹ nhẹ đấy ạ. Tắm xong rồi lên giường gọi là chồng có bảo lên giường đi ngủ còn xịt nước hoa được ra là không phải. Đấy chứ ạ, nó là cái mùi của sữa tắm. Đấy chứ ạ, mùi của sữa tắm thơm lắm. Nếu các chị nào đã dùng rồi các chị cho em xin cái feedback nhé. Nhận hàng các chị gọi là bóc phép ra người thử. Để cho em bóc tự thử một cái này. Cho các chị có cái gì cho em xem cái chất kem ấy. Cái chất xuất sữa của nó ấy. Thơm, thơm dịu lắm. Nó không bị là thơm nồng quá. Loài thơm lắm chị ạ. Sữa tắm cho em. K31 chị Huế Phạm ạ, chị Nguyễn Nền rồi ok em chốt đơn 210.000. Và trong vụ em thấy luôn không có giá này đâu, nói sai mất lộc luôn đấy. Tại vì là bây giờ cọc tay của len mông ấy giá xỉu đã 200 mấy rồi.
còn chưa nói gì đến len tay dài như này các chị nhá, chưa nói gì đến hàng tay dài mà hàng tay cộc đã giá trị đã 200 mấy rồi ấy. Đấy, chị nào lấy comment cho là sữa tắm bọc kèm số điện thoại cho em, cái này kèm đơn hàng luôn các chị ạ, 80.000 một chai, 80.000 đồng một chai sữa tắm ạ. Cái màu xanh thì có nhiều không chị nhỉ? Em thử màu xanh luôn, màu xanh này, màu xanh thì tôi cái này, và thời tiết ở Đà Lạt là buổi tối là mặc cái là hợp lý. Đà Lạt, Sapa, những cái vùng mà tối nó lạnh lạnh say xe ấy. Thành ra là cái hàng này hàng khu đông là bắt đầu là sang thu là các chị mặc cái áo này rồi. Đây màu xanh cho em. K31 các chị nhá. K31 lên số điện thoại cho em. Ok chị ạ, K31 và kèm số điện thoại cho em. Đẹp rồi. Còn các chị nói chung là cứ dưới 60 cân các chị mặc đẹp. 40 cân đến 60 cân. Màu xanh, đỏ và đen. À quên, xanh, đỏ vàng. Ui, em nghỉ nhá các chị. Còn mẫu lẻ thì hôm nào em lên, mai em lên sau chứ còn giờ này lên là sợ muộn. Chị ơi, chị bốc cho em cái cọc không lẻ, chị để ở dưới sàn đấy chứ mà. Cái gì ạ? Đấy, cái cọc có cái bông hoa bên trên màu nâu nâu ấy. Mỗi tám một chiếc. Ừ, mỗi tám một chiếc chị mang ra đây. Em đưa cho khách xem. Đây các chị này, những cái mẫu này là mẫu lẻ. Cái phông ấy. Trang Trung rồi, ok luôn ạ. Mã K29 này, Đỗ Thị Dịu có này, Nguyễn Nền có, Huế Phạm có, Tiến Nguyễn có ạ. À, 54 cân mặc vừa chị ơi. Trang Trung ok, em chốt đơn rồi nhá. Mã này nó là cái mã lẻ áo phông này. Em sale luôn các chị yêu. Đấy chị ạ, mã này là K3. Đâu, chết rồi, đến K bao nhiêu rồi? K32. K32 đúng không? Con này là K32 cho em. Phông lẻ. Đấy chị ạ, K32 cho em phông lẻ các chị này. Mã hàng này các chị lên là K32 và kèm số điện thoại cho em. 80.000 một áo. Đấy chị ạ, em sale nốt 80.000 đồng còn 3 chiếc cũng này. Đấy chị ạ, K32 các chị nhé. K32 cho em ạ, sale 80.000. Các chị nhìn mã hàng này. Cái nâu hết size M, trần size không còn một cái nào size M, còn đúng L, XL luôn nhỉ. Còn mỗi size L và size XL thôi. Cái này lên sẽ là K32. Còn 3 chiếc lẻ. Form này các chị tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt. Đấy chứ ạ, hàng có là hàng FC cho em. Hàng 280. Thì sản các chị 80.000 đồng được không ạ? Đấy chứ em sản nốt 80.000 đồng. Các chị lên cho là K32. Đó, K32 cái này em còn có 3 chiếc thôi các chị nhá. Chất không bao đẹp luôn ạ. Đấy chị này, K32 các chị yêu mình lên đơn. Xịt sò luôn. Đấy chứ ạ, 80.000. 80.000 cho em màu nâu tây. Đấy chứ ạ, 80.000 đồng cho em màu nâu tây như này. Các chị lên đơn hàng cho em ạ, 80.000. Con hàng easy cho em còn 2 chiếc màu hồng. Còn 2 chiếc màu hồng cho em. Mã này là K33 120. K33 cho em 120.000. Các chị lên đơn hàng cho là K33 và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi, chị Thúy Vũ lên số điện thoại cho em với. Bộ này là K33 cho em. À quên, áo là K33 120 ạ. K33 120.000 đồng. Các chị mình lên đơn mã này cho em nhé. Đẹp. Cái màu này là hồng, kiểu hồng sen ấy. Hồng sen đậm. K33 120 ạ. Con này các chị 65 cân đổ về em chốt ạ. Dưới 65 cân. K33. Chị Nguyễn Thanh rồi ok ạ. À, K31 bao nhiêu tiền nhỉ? K31 là mẫu nào? K31 là 210.000 chị ơi. K31 cho em là 210.000. Lên mông tơ ghi dài tay là 210.000 ạ. Con này là K33 cho em. Còn 2 chiếc các chị nhá. 120. Đấy chị ạ, 120.000. K33 đúng không? 120.000. Cái này còn mỗi 2 cái.
dạ K33 kèm số điện thoại cho em. Màu đẹp nhỉ, màu trông nó trẻ. Tròn Nguyễn rồi ok này, chị Nguyễn Tuyết ok em chốt đơn ạ. Mã K33 kèm số điện thoại này. Con này là K34 cho em. Đẹp chưa? Được chưa ạ? 100.000 một cái. Em xả 100.000. K34 các chị yêu mình lên đơn nhé. Còn đúng một chiếc màu hồng. Con là các chị dưới 65 cân. Dưới 65 cân K34 và kèm số điện thoại cho em. 100.000 một chiếc ạ. Còn đúng một cái duy nhất K34 màu hồng các chị nhé. K34 màu hồng ạ. Được chưa ạ? 100.000. Trước còn 139, 149. Đấy, nghĩa là tạm đồng giá hết là 150 đô. Con này là K35. K35 cho em là 70.000 nha các chị nhé. 70.000 đồng ạ. Con này các chị 55 cân đổ về, 40 cân đến 55 cân ạ. 40-55 cân em chốt đơn. Mã hàng sẽ là K35 và kèm số điện thoại cho em ạ. 70.000 đồng ạ. 70.000 đồng cho em, hàng chất lư luôn các chị này. Xeo nốt 70.000. K35 ạ. K35. Nhìn đẹp chưa? S nha, size S các chị. Sắp hết pin. Thôi nhá, nghỉ thôi. Hết pin rồi. Mai em bán tiếp nha các chị nhá. Phông cổ á, phông cổ tùy loại chị ơi. Phông cổ tùy loại. Đây này, hai con vàng, một con trắng, một con mew này em xả 50.000 một cái. K36. K36 size M các chị tập khoảng là 55, à quên 65 cân đổ về. 55 cân đến 65 cân. Còn số có 3 chiếc ạ, K36 cho em. K36 có kèm số điện thoại cho em ạ, 50.000 ạ. 50.000 đồng, K36 ạ. Bán tiếp thì bán một tiếp. Còn 3 chiếc. K36. Mã quần bò á. Mã quần bò không rách á chị. Chị đưa cho em một mã quần bò không rách, em đưa cho khách xem với. Nó cũng là bò boy nhưng mã này là mã bò 1 và mã quần không rách không xước, các chị mặc đi làm được. Cũng bằng tiền chị ơi, 200.000. Áo trắng đấy 150, chị có lấy nốt không? Hàng Quảng Châu này, hàng 28 đấy chị này. Hàng 280 bây giờ em xả có 150.000, chị có lấy nốt không? Còn mỗi con size S. Được chưa ạ? Các chị coi là sơ mi trắng size S đi, có đúng một chiếc hàng 280. Bây giờ sale các chị là 150.000 đồng. Đấy các chị này, còn đúng một chiếc thôi, chất của nó mát lạnh luôn. Em đang định để lại con này em mặc. Đấy, chất là sơ mi tơ đấy chị ạ. Size S chị không vừa đấy, chị nào vừa đấy các chị lấy, em thì em mặc vừa size S. Tại vì con này nó có hàng, nó chỉ có hai size SM thôi. S thì các chị tầm 55 cân đổ về. S tầm 55 cân nhá, em 54 cân đây này. Các chị tầm dưới 55 cân cho em. Thử các bác xem luôn. Con này đẹp lắm. Đâu vậy? Cái kiểu nó kiểu dáng cổ tàu ấy.
con này mà sơ vim với con quần công sở của cái mã Q3 là đẹp hợp lý lắm luôn ấy. Nhưng mà áo này thì em hết, còn quần thì em còn thôi. Về với con đi. Đây. Đây là để bình thường nhá. Mà nó phần bò nó không hợp lắm. Đây này em 54 cân đây này, 55 cân các chị vẫn thoải mái. Em đang định để lại để lại con này mặc vì con này ưng quá. Đây chị này, chất của nó chất tơ hàng Quảng Châu, hàng 208, giá cũ của em đấy, còn đúng một chiếc em xả nốt thôi. Chị xem ở trong kia còn có sót con nào của mã này không? Của cái chỗ sơ mi ấy. Còn đúng một chiếc lẻ đúng không? Thế sạch thì xanh. Con này chất nó đẹp mà, chất nó mát lạnh. Hàng tơ đấy chị. Chị chạy hàng tơ cho em. Chị nào chắc chắn cũng lấy nhá, không để em để lại em mặc. Em 54 cân em còn hơn cân chị đấy. Em 54 cân cả 1m58. Em mặc size S này. Cái hàng mã này nó chỉ có hai size thôi chứ không có phải là cái form hàng Việt Nam ấy. S thì nó chỉ dưới 50 cân nhưng cái S của hàng Quảng Châu là các chị dưới 55 cân. Form nó to hơn hàng Việt Nam. Đây các chị này, nhìn cái ren của nó cũng đẹp cơ. Hàng 208 bây giờ em xả 150, còn một chiếc. Em nghỉ nhé các bác nhé, mai em lên mẫu lẻ sau ạ. Bye bye các chị yêu ạ, chúc các chị ngủ ngon nhé.